rất nhiều bà hồ chứa đổ của đội nhà. Và một lần nữa thì các đội nhà đã bước lại đứng đầu chính thức đang đứng đầu. Vâng, xin chào tất cả quý khán giả thân mến của hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Vào mỗi tối hàng ngày vào lúc 19:30, chúng ta sẽ cùng dõi theo những chuyển động, những diễn biến đầy hấp dẫn của VBA 2023. Ngày hôm nay là ngày thi đấu thứ 12 của giải đấu và sẽ diễn ra một màn so tài hết sức đáng chú ý. Đó là trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffaloes. Vào lúc này trên bảng xếp hạng thì Hồ Chí Minh City Wings đang tạm thời đứng ở nửa dưới. Sau 3 trận đã đấu thì họ thua 2 và thắng 1, tạm thời xếp trên hai đối thủ đó là Cần Thơ Catfish và Đà Nẵng Dragons. Trong khi đó ở phía đối diện, Hà Nội Buffaloes đang có thành tích tốt hơn một chút. Họ đã có được 2 chiến thắng trong 3 trận đã qua và lúc này đang xếp ở vị trí thứ 2 chỉ sau nhà đương kim vô địch Sài Gòn Heat. Một cặp đấu ra đội bóng rất được chờ đợi, rất được kỳ vọng và đây chắc chắn sẽ là một màn so tài rất đáng chú ý. Và như thường lệ, trước thềm mỗi trận đấu, chúng ta sẽ cùng đến với nhận định tới từ chuyên gia của chúng tôi, đó là huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh. Vâng, thưa anh Vinh, rõ ràng đây là một trận đấu rất được mong chờ rồi. Với những gì đã trải qua thì hai đội bóng đều cho chúng ta thấy là họ có tiềm năng, có tham vọng và có những cầu thủ rất đáng chú ý. Vậy thì một cách tổng quan, anh đánh giá thế nào về chặng đường đã qua của City Wings và Buffaloes? Chặng đường đã qua của hai đội thì theo tôi đánh giá là City Wings, về phía City Wings thì họ có một chút bất lợi hơn với trận thua Sài Gòn Heat hôm vừa rồi, vì không có sự có mặt của Jeremy Smith. Nhưng mà bù lại là họ đang có được cái số minute, số phút cho những vận động viên local. Và dần dần thì các cầu thủ trẻ của City Wings họ sẽ tiến bộ hơn với những số phút đó. Tôi đánh giá City Wings sẽ là đội phòng thủ tốt hơn. Còn về phía Hà Nội Buffalo thì họ đang có thành tích tốt hơn. Thế nhưng mà họ vẫn chưa thể hiện được quá nhiều về chiến thuật họ đang có gọi là big 3 phong độ rất là tốt về rebound và ghi điểm. Tuy nhiên thì tôi thấy cặp đấu này là cặp đấu có cái sự gọi là kỵ nhau một chút thì tôi nghĩ là sẽ rất là hay. Vâng, đó là những câu chuyện trong quá khứ về thành tích đối đầu giữa hai đội bóng. Trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đón chào sự trở lại của một cái tên rất quan trọng với Hồ Chí Minh City Wings, đội bóng được coi là chủ nhà ngày hôm nay. Vâng. Ở Hà Nội nhưng City Wings được coi là chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay, đó là Jeremy Smith. Rõ ràng chúng ta thấy một City Wings tỏ ra lép vế như thế nào trước Sài Gòn Heat khi mà Jeremy Smith đã bất ngờ chấn thương ở trận đấu trước và không thể thi đấu. Nhưng ngày hôm nay sau khi được nghỉ ngơi thì anh ta đã quay trở lại và chắc chắn sẽ là một cái tên rất được kỳ vọng, sẽ gọi là một cầu thủ có thể gánh team dành cho City Wings, đúng không ạ? Ở phía đối diện thì chúng ta Hà Nội Buffalo họ cũng có một đối trọng có thể so sánh được với Jeremy Smith, đó là Anthony January. Cả hai cầu thủ đều là những người rất xuất sắc, đều dẫn đầu những chỉ số qua đội bóng. Vậy thì chắc chắn là ngày hôm nay cuộc đối đầu giữa họ sẽ là rất thú vị và hình vinh. Vâng, chính xác. Hai vận động viên đều có xu hướng tấn công nhiều hơn. Về phía Jeremy Smith thì cậu ấy có khả năng dứt điểm rổ cực tốt. Cậu ấy đã có cho mình đến 29 điểm mỗi trận. Và cảm giác rổ, phía trong rổ cũng như là sử dụng cái gọi là contact, tức là va chạm ở trong bên trong rất là tốt và thực sự ấn tượng của Jay Smith từ những năm 2021 khi mà đánh Bill Gabo cơ. Và có điểm đáng chú ý là Jay Smith là một cầu thủ rất gọi là cái ý chí của họ rất là tốt và cậu ấy luôn chưa bao giờ bỏ cuộc cả, rất là nhiệt. Tuy rằng cậu ấy có một chút gọi là hơi hạn chế về mặt ném ba, cái đó thì cái là mà Genui đang có điểm mạnh hơn một chút. Genui đang có tỷ lệ 3 điểm là 38%, khá là cao. Và hai vận động viên này đều có khả năng tấn công, thế nhưng Genui thì có xu hướng là ném nhiều hơn, ném ngoài nhiều hơn. Và tôi có đến 20 rebound một trận, trong đó còn 5 offensive rebound. Cái này thì tôi nghĩ là City Wings cần chú ý hơn về Genui về cái khoản này. Vâng, rõ ràng đây là hai cái tên mà cả hai đội bóng đều sẽ phải cố gắng để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của họ. Và nếu như hai cái tên này gặp khó thì chúng ta vẫn còn những gương mặt khác. Bên phía Hồ Chí Minh City Wings thì ở các trận đấu trước khi trao đổi với anh Vinh thì anh Vinh đặc biệt ấn tượng với Vincent Nguyễn.
Vincent Nguyễn thực sự là đầu tàu ở thời điểm hiện tại của City Wings. Khi mà đội bóng gặp khó khăn thì Vincent Nguyễn thường là người đứng lên để có thể đưa đội bóng có vượt qua được những trở ngại đó. Vậy thì ngày hôm nay thì vai trò của Vincent Nguyễn chắc chắn vẫn rất quan trọng cho anh Vinh. Vâng, ở trận đấu trước thì khi gặp Sanit không có một người gọi là chia sẻ vấn đề tấn công với Vincent thì thực sự Vincent gặp khó khăn khi mà còi luôn luôn bị 2 đến 3 cầu thủ theo sát rồi. Và đến trận đấu hôm nay thì khi mà có James Smith thì tôi nghĩ là cái khả năng rảnh tay của Vincent sẽ được nhiều hơn. Và chúng ta có thể thấy là Vincent đang có tỷ lệ đá 3 điểm tương đối tốt, 37% 3 điểm. Và một cái thực sự ấn tượng, một điểm thực sự ấn tượng đó là Vincent ném 92,3% ném phạt, gần như là không biết trượt rồi. Vincent luôn luôn là mẫu tôi thích, luôn là mẫu người thích, đeo bám thủ tốt và lên luôn chuyển bóng cho các vận động viên khác, và cũng như là truyền tải cái ý tưởng của huấn luyện viên đến các vận động viên khác ở trên sân. Vâng, đó là Vincent Nguyễn, một cái tên được coi là thủ lĩnh ít nhất không chỉ về mặt chuyên môn còn về mặt tinh thần của Hồ Chí Minh City Wings nữa. Và phía đối diện thì chúng ta có một thủ lĩnh khác của Hà Nội Buffaloes, đó là Đinh Thanh Tâm. Tâm Đinh thì đương nhiên quá nổi tiếng rồi, đúng không ạ? Một gương mặt mà tất cả các fan bóng rổ của Việt Nam có lẽ là không ai không biết cả. Dù lúc này thì Tâm Đinh không còn đỉnh cao phong độ nữa, ở tuổi 33 thì rõ ràng là chúng ta không kỳ vọng quá nhiều vào Tâm Đinh trong việc anh có thể thể hiện được những gì tốt nhất của mình giống như quãng thời gian trước đây. Nhưng quả thực là vào lúc này vai trò của Tâm Đinh cũng là rất quan trọng với Buffaloes, phải không anh Vinh? Vâng, như chúng ta đã chia sẻ ở những trận đấu trước là Hà Nội Buffalo đang có Tâm Linh, đang có Russell Smith, đang có Anthony Terry. Và khi khóa chặt hai vị trí đấy thì Tâm Linh sẽ rảnh tay hơn. Và có đến 50% tỷ lệ ném 3, cộng thêm nữa là có đến 5,3 offensive rebound. Đó là một cái chỉ số rất ấn tượng với Tâm Linh. Tôi nghĩ là với Tâm Linh vì cậu ấy đã nhiệt tình hơn trong việc lao vào để tranh cướp bóng bật bảng. Vâng, vậy thì rất nhanh thôi, anh có thể chia sẻ một chút với ý kiến cá nhân của anh là đâu sẽ là những yếu tố mấu chốt ở trong trận đấu này dành cho hai đội bóng để hướng tới một kết quả tốt? Vâng, thì tôi cũng nhận định nhanh thôi là cái key của trận đấu này với City Wing đó là rebound phòng thủ, là bắt bóng bảng. Thứ hai là ngăn chặn Anthony Henry, không để cậu ấy có thể ra tay rồi. Và thứ ba là dùng Ami Williams nhiều hơn để tấn công trực diện. Và vì Hà Nội Buffalo thì họ cần kiểm soát Vincent và chú ý ở vạch 3 điểm. Thứ hai là kèm sát Jerry Smith, dĩ nhiên rồi. Và cái cuối cùng là sử dụng tấn công nhanh nhiều hơn. Vâng, ngay lúc này thì không khí tại nhà thi đấu Cầu Giấy đang rất nóng rồi. Và xin mời huấn luyện viên Thế Vinh cùng với quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng dõi theo những diễn biến hấp dẫn của trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffaloes trên sóng của VTV Cup. Yeah yeah! Xin chào tất cả những người hâm mộ trái bóng cam đang có mặt tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Các bạn đã sẵn sàng đến với trận đấu này chưa? Mặt chạm trán giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffaloes. Và sau đây, hãy đến với đội khách Hà Nội Buffaloes. Number 1, Đinh Tiến Công. Number 7, Nguyễn Tiến Dương. Number 11, Phạm Công Minh. Number 20, Tô Ngọc Khánh. Number 23, Đinh Thanh Tâm. Number 25, Russell Paisley Jr. Number 29, Trần Minh Hiếu. Number 30, Nguyễn Huy Hoàng. Number 32, Đinh Toàn Quốc. Number 44, Anthony Chanuri Jr. Number 88, Nguyễn Đường Quang Anh. Number 99, Vũ Việt Hoàng. Huấn luyện viên trưởng ông Eric Tyler Rasha. Và sau đây, đội bóng chủ nhà của chúng ta, Hồ Chí Minh City Wings. Number 1, Vincent Nguyễn. Number 12, Trương Thái Nam. Number 18, Jeremy Smith. Number 25, Amir Darian Williams. Number 98, Trần Văn Trung. Number 3, Vũ Đoàn Minh Phương. Number 13, Nguyễn Thành Phát. Number 14, Tấn Hải Đăng. Number 16, Nguyễn Thành Tùng. Number 21, Bùi Anh Khoa. Number 33, Cao Đắc Luận. Number 46, Phạm Hiền Tài. Huấn luyện viên trưởng ông Eric Scott Olsen. Huấn luyện viên phó ông Trần Lâm Vũ. Ba vị trọng tài dẫn bắt chính trong trận đấu ngày hôm nay: Mr. Aaron Carnett, Mr. Lê Trường Giang, Mr. Dominic Poma
Commissioner Mr. Salvador Cortez Jr. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đứng dậy và làm lễ chào cờ. Please stand up for the national anthem. Xin cảm ơn. Xin mời hai đội bắt tay nhau. Chương trình Please Shake Hands. Và để cho quý vị và bạn tiện được theo dõi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với trận đấu giữa Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wing trong khuôn khổ regular season của VBA 2023 đang được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Trận đấu đã được diễn ra tại nhà thi đấu Cầu Giấy và ngày hôm nay có lẽ là sẽ là một ngày thi đấu vô cùng bùng nổ của cả hai đội bóng khi cả hai đều có khát khao chiến thắng vô cùng mãnh liệt. Ở thời điểm hiện tại thì cả hai đội bóng đều đã phải nhận những thất bại trong mùa giải năm nay và chúng ta cùng đến với đội hình ra sân của Hà Nội Buffalo ở trong trận đấu này. Trong đó có 5 cầu thủ, đó là số 7 Nguyễn Tiến Dương, số 23 Đinh Thanh Tâm, số 25 Russell Smith, số 30 đó là Nguyễn Huy Hoàng và số 44 Anthony January. Về phía Hồ Chí Minh City Wing, đội hình ra quân bao gồm số 1 Vincent Nguyễn, số 12 Thái Nam, số 18 Jeremy Smith, số 25 Amir Williams và số 98 Trần Văn Trung. Ở trận đấu này thì Jeremy Smith đã khỏi hẳn chấn thương và quay trở lại. Và có lẽ là anh sẽ là người khát khao chiến thắng nhất sau khi phải ngồi ngoài để xem đồng đội của mình nhận thất bại trước Sài Gòn Heat trong trận đấu vừa qua. Sự trở lại của Jeremy Smith đặc biệt quan trọng. Chúng ta thấy việc thiếu vắng Smith khiến cho Hồ Chí Minh City Wings gặp khó khăn như thế nào. Trong khi đó đây là các cầu thủ Hà Nội Buffaloes. Huấn luyện viên Eric Rashad đang cùng với các học trò có được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại. Họ đang chỉ xếp phía sau nhà đương kim vô địch Sài Gòn Heat mà thôi. Và lúc này thì đang có rất đông các cổ động viên đã có mặt tại nhà thi đấu Cầu Giấy để theo dõi trận đấu mà Hồ Chí Minh City Wings được coi là đội chủ nhà khi mà VBA thi đấu tập trung tại thủ đô Hà Nội. Chỉ một vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ đến với những tình huống tranh bóng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay giữa Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wings. Nhà thi đấu Cầu Giấy hiện tại đã chật kín chỗ ngồi, chứng tỏ sức nóng không chỉ của trận đấu mà còn của VBA nữa. Đứng trước vạch tranh bóng đang là January và Amir Williams. Mọi người đều đang rất mong chờ những giây phút đầu tiên của trận đấu. Và như vậy trận đấu đã bắt đầu. Bóng thuộc quyền kiểm soát của Hà Nội Buffalo. Ở trong trận đấu này thì Hà Nội Buffalo bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn trong trang phục màu trắng. Còn Hồ Chí Minh City Wing thì trong trang phục màu xanh và bên trái màn ảnh nhỏ của quý vị. Bóng trong tay của January. January một pha pump fake. Mid-range jump shot, tuy nhiên thì bóng không đi vào rổ. Đây là Vincent Nguyễn, một trong những cầu thủ đã chơi nổi bật nhất của City Wing trong trận đấu đã qua tại VBA mùa giải năm nay. Vừa rồi đã có pha dứt điểm của Trần Văn Trung. Tiếp tục là các cầu thủ áo xanh.
rất tốt. Amir Williams đã thoát ra khỏi sự kèm cặp của hai cầu thủ áo trắng để mang về điểm số đầu tiên cho trận đấu này. Bóng trong tay của Huy Hoàng, chuyền trả lại cho Smith. Tiến Dương, một pha 3 điểm của Tiến Dương. 3 điểm tính cho Tiến Dương. Một pha ném rất ngọt ngào của Nguyễn Tiến Dương. Bóng đã bị cắt bởi Tâm Đinh. January, bóng trong tay Nguyễn Tiến Dương. Bóng tình huống lập bập, tuy nhiên thì bóng vẫn trong quyền kiểm soát của Hà Nội Buffalo. Nguyễn Tiến Dương, January đối mặt với Vincent Nguyễn. Trọng tài xác định bóng thuộc quyền kiểm soát của Hồ Chí Minh City Wing. Vừa rồi có lẽ Tâm Đinh đã dẫn vạch. Mọi chuyện đang diễn ra đầy hứng khởi tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Đây là Jeremy Smith, người vừa trở lại sau chấn thương. Đã có va chạm giữa Jeremy Smith và Nguyễn Tiến Dương. Như vậy là trọng tài xác định lỗi tấn công của cầu thủ ngoại binh bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith là một cầu thủ có tính bùng nổ rất cao. Và anh sẵn sàng trở thành một ngòi nổ nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Bóng trong tay của Huy Hoàng. Pha 3 điểm của Huy Hoàng. 3 điểm tính cho Hà Nội Buffalo sau pha ra tay của cầu thủ trẻ mang áo số 30 Huy Hoàng. Hà Nội Buffalo đang có được sự nhập cuộc rất tốt và lúc này các tay ném của họ đang hot hand. Vincent Nguyễn, câu trả lời của City Wings không thành công rồi. Cú ném đã không mang về 3 điểm cho Vincent Nguyễn. Nguyễn Tiến Dương, bóng tới tay của Huy Hoàng. Đinh Thanh Tâm đang có bóng. January quyết định ném 3 điểm. Smith đã rebound được bóng. Và Huy Hoàng tiếp tục là một pha 3 điểm. Có lỗi rồi. Như vậy trọng tài xác định là có lỗi của Trần Văn Trung. Như vậy Huy Hoàng sẽ được thực hiện 3 pha ném phạt sau tình huống vừa rồi. Cơ hội để Hà Nội Buffalo bứt lên. Quyết định của trọng tài là hoàn toàn chính xác khi Trần Văn Trung đã có tình huống contact đẩy người vào Huy Hoàng. Sẽ là 3 pha ném phạt. Pha ném phạt đầu tiên thành công. Cơ hội để Hà Nội Buffalo vươn lên dẫn trước với một khoảng cách có thể nói là an toàn. Pha ném phạt thứ hai thành công. Huy Hoàng cũng là một shooter rất có tiếng của Hà Nội. Như vậy là cả 3 pha ném phạt đều thành công. Tỷ số hiện tại tạm thời đang là 9-2 nghiêng về Hà Nội Buffalo. Khoảng cách là 7 điểm. Bất lợi đang thuộc về Hồ Chí Minh City Wings. Nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng ở VBA năm nay thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đã có không ít các trận đấu mà khoảng cách được tạo ra ở mức 2 con số. Nhưng rồi sau đó vẫn có những kết thúc phải nói là rất kịch tính, tiêu biểu như vào ngày hôm qua. Trận đấu giữa Cần Thơ Catfish và Đà Nẵng Dragons. Và chúng ta bây giờ sẽ cùng chờ đợi và câu trả lời của City Wings. Buffalo đã phòng ngự Jeremy Smith rất tốt. Tiến Dương, Anthony January, bóng tới tay của Russell Smith. Nguyễn Tiến Dương, đây là Huy Hoàng. Turnover của Buffalo rất hay, phá phối hợp giữa Jeremy Smith và Vincent Nguyễn. Quá thông minh với tình huống cầu lỗi khôn ngoan của Jeremy Smith đối với Russell Smith. Hai cầu thủ đều mang họ Smith. Vừa rồi là một tình huống mà Vincent đã không dứt điểm và chuyền trả lại cho Smith. Và Jeremy Smith, Smith áo xanh đã câu được lỗi của Smith áo trắng. Như vậy là Smith sẽ được thực hiện thêm một pha ném phạt nữa. Một tình huống mà Jeremy Smith đã có phần hơi bất ngờ khi Vincent Nguyễn đồng đội một cách tương đối là nhanh chóng với quyết định của mình. Ngành đã kịp thời xử lý bằng đẳng cấp của mình. Cách biệt tạm thời được thu ngắn xuống còn 4 điểm cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Nguyễn Tiến Dương dứt điểm tầm trung không thành công và lại là cội phản công nhanh cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Một pha bóng mà Vincent Nguyễn đã hơi thiếu cảm giác một chút. Russell Smith, bóng không đi vào rổ. Một pha lên rổ hơi yếu lực của Russell Smith. Và đây là Jeremy Smith. Một pha đăng rổ vô cùng đẹp mắt đến từ Jeremy Smith.
sự trở lại quá đỗi ngọt ngào sau chấn thương phải nghỉ trước trận đấu giữa Sài Gòn Heat. Bật rất cao và đang rổ rất mạnh mẽ. Nhưng câu khẳng định tôi đã trở lại đây. Bóng trong tay của Huy Hoàng. Đinh Thanh Tâm. Phá 3 điểm của Đinh Thanh Tâm, tuy nhiên thì bóng đập cuống rổ đi ra ngoài. Hà Nội bút vào lầu rebound được bóng. Vẫn là Huy Hoàng. Huy Hoàng một pha đột phá. Không thành công rồi, bóng trong tay của Jeremy Smith và lại là một pha phản công nhanh. Hãy được tính cho Jeremy Smith. Liên tiếp là những tình huống turnover của Hà Nội Buffalo và họ đang liên tiếp phải trả giá. Chúng ta thấy rất nhiều tình huống tương tự như pha ghi điểm vừa rồi của Jeremy Smith đã diễn ra. Hồ Chí Minh City Wings đã có được một chiến lược tốt trước Buffalo và lại là một tình huống như vậy. Jeremy Smith, 6 điểm liên tiếp cho Jeremy Smith với một kịch bản vô cùng giống nhau, rất quen thuộc và rõ ràng. Bên phía Hà Nội Buffalo sẽ cần phải có sự điều chỉnh từ huấn luyện viên Eric Rashad. Có vẻ như Huy Hoàng đang gặp vấn đề về tâm lý. Có đến 3 turnover dành cho Huy Hoàng rồi. Và như chuyên gia của chúng tôi có nói lúc đầu thì Hồ Chí Minh City Wing phản công nhanh rất nguy hiểm. Và ông Eric Rashad cần một lời giải cho đề toán này. Cần phải nhớ rằng ở trong trận đấu với Sài Gòn Heat, dù không có Jeremy Smith nhưng City Wings cũng đã nhập cuộc một cách song phẳng với nhà đương kim vô địch. Thậm chí họ còn là những người có quãng thời gian dẫn điểm tương đối lâu. Và lúc này thì City Wings từ chỗ bị dẫn 7 điểm, bây giờ họ đã là đội bóng vượt lên. Tỷ số tạm thời là 11-9. Trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffalo đang được tường thuật trực tiếp trên kênh On Action của hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Toàn bộ diễn biến của VBA sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn tại VTV Cup. Và bên cạnh đó, chúng ta có thể lựa chọn những ứng dụng như là VTV Cup On hay On Plus để không bỏ lỡ bất cứ diễn biến nào của thể thao trong nước cũng như quốc tế. Tính đến thời điểm này thì Jeremy Smith đã có cho mình 9 điểm và thực hiện thành công đến 4 tình huống dứt điểm. Chưa trượt một pha nào. Đều là những tình huống phản công nhanh, cộng thêm một pha lỗi điểm. Bóng trong tay của Huy Hoàng. Huy Hoàng vẫn tiếp tục được ông Rashad sử dụng. Bóng trong tay của Đinh Thanh Tâm. Huy Hoàng. January. Ném trung bình đến từ January và một tình huống ném trung bình thành công của January. Tie game. Vẫn là cái tên quen thuộc Anthony January đã ngắt chuỗi lên điểm của Hồ Chí Minh City Wings, một chuỗi lên điểm rất dài. Đinh Thanh Tâm là lần thứ hai cắt bóng trong trận đấu này. Tâm Đinh đột phá cá nhân, không phải kích ra cho đồng đội và đó là cú ném 3 điểm của Tiến Dương. Cho tới lúc này của trận đấu thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings chưa có pha ném 3 thành công nào. Trong khi đó Hà Nội Buffalo đã có 2 pha dứt điểm tầm xa chính xác và đã có lỗi rồi. Và va chạm giữa January và Amir Williams, sau đó là một tình huống ăn mừng bằng tính khích lệ tinh thần đồng đội tới từ Russell Smith và Anthony January. Cũng dễ hiểu thôi khi mà January vừa rồi đã có cho mình tự bỏ túi đến 2 rebound, 2 offensive rebound, không phải là một điều đơn giản. Và được phạt đầu tiên của January thành công. Song song với đó thì việc mà Amir Williams không thể rebound trong tình huống phòng thủ vừa rồi cũng đang dấy lên một tiếng còi báo động cho Hồ Chí Minh City Wing. Tình huống ném phạt thứ hai thành công January. Tỷ số tạm thời đang là 13-11 nghiêng về Hà Nội Buffalo. Bóng trong tay của Vincent. Tình huống hỗn loạn và trọng tài xác định bóng thuộc quyền kiểm soát của Hà Nội Buffalo. Vincent có lẽ đã làm tuột bóng trong tình huống vừa rồi. Và dưới áp lực phòng thủ rất lớn của Nguyễn Tiến Dương thì Vincent đã mất bóng. Rõ ràng là Vincent Nguyễn cũng là một cái tên mà các cầu thủ Hà Nội Buffalo cần phải lưu tâm đặc biệt. Với những gì đã thể hiện thì Vincent Nguyễn là một trong 3 nhân tố gần như không thể thay thế trong đội hình của Hồ Chí Minh City Wings. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên, trọng tài xác định là có lỗi đẩy người đến từ Hồ Chí Minh City Wing. Hà Nội Buffalo sẽ được phát bóng.
Huy Hoàng. January tiếp tục là một tình huống ném trung bình thành công của January. Hai điểm tính cho January và Hà Nội Buffalo. Cách biệt đã là 4 điểm. Amir William, Jeremy Smith. Jeremy Smith quyết định dứt điểm của Jeremy Smith, tuy nhiên thì bóng hơi yếu lực. Bóng trong tay của Russell Smith. Đinh Thanh Tâm không ném 3 điểm mà lại là một tình huống trung bình. Bóng không đi vào rổ. Cho tới lúc này thì Đinh Thanh Tâm vẫn chưa thể có điểm số đầu tiên cho mình trong trận đấu này. Emil Williams, Phạm Hiền Tài. Lỗi phòng ngự rồi. Đó là lỗi của Nguyễn Tiến Dương. Ngày hôm nay thì có một matchup cũng rất đáng mong đợi, đó chính là matchup giữa Vincent Nguyễn và Đinh Thanh Tâm. Hai cầu thủ được mệnh danh là Mr. Clutch. Jeremy Smith rất mạnh mẽ đến từ vị trí của Jeremy Smith. Và hai điểm tính cho Hồ Chí Minh City Wing, rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm. 15-13 tạo thời nghiệp về Hà Nội Buffalo. Vừa rồi đã là điểm số thứ 9 của Jeremy Smith ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cú ném 3 thuộc về Russell Smith không thành công. Bóng trong tay của Jeremy Smith. Rất hay, Tân Hải Đăng. Đường truyền cho Emil Williams. Một pha tổ chức tấn công với tốc độ rất cao và độ chính xác là tuyệt đối của các cầu thủ áo xanh. Emil Williams đã có hai điểm dễ dàng. Bóng trong tay của Huy Hoàng. Đảo rất khéo đến từ Huy Hoàng, tuy nhiên thì đường truyền của Huy Hoàng lại không tìm đến vị trí của Russell Smith. Vừa rồi là một pha đảo bóng rất khéo, rất dẻo đến từ vị trí của cầu thủ trẻ mang áo số 30. Tiếp tục là Huy Hoàng, Russell Smith, bóng trong tay của Đinh Thanh Tâm, không ném, chuyền trả lại cho Russell Smith. Tài có vẻ đã xác định phạm luật 3 giây đến từ Russell Smith trong tình huống vừa rồi. Nguyễn Tiến Dương vẫn cho thấy được khả năng phòng thủ rất khó chịu của mình. Double team đối với Tân Hải Đăng. Nguyễn Tiến Dương luôn là một cầu thủ phòng ngự rất nhiệt, rất khó để vượt qua số 7 của Hà Nội Buffalo. Tiếng tăm phòng thủ của Nguyễn Tiến Dương không phải cho đến khi chơi cho Hà Nội Buffalo thì mới nổi cồn như cồn. Mà Nguyễn Tiến Dương đã nổi tiếng là một cầu thủ phòng ngự rất tốt và cực kỳ khó chịu từ rất nhiều năm về trước trong màu áo của đội tuyển phòng không quốc quân. Như vậy Tô Ngọc Khánh đã được vào sân thay cho Nguyễn Tiến Dương. Đây cũng là một cầu thủ rất trẻ. Tô Ngọc Khánh được biết đến với một tốc độ cực kỳ cao. Khi được vào sân thi đấu thì như một chiếc máy chạy vậy. Double team Jeremy Smith rồi. Mở ra khoảng trống cho các cầu thủ còn lại của Hồ Chí Minh City Wing. Amir William và hai điểm tính cho Amir William. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã quá tập trung vào Jeremy Smith mà bỏ quên đi những hậu pháo còn lại của Hồ Chí Minh City Wing. Họ đã phải trả giá. Mười hai đội bóng đang có một đội hình có thể nói là khá tương đồng như thế này thì rõ ràng là yếu tố phòng ngự sẽ là vấn đề được quan tâm nhiều hơn trong trận đấu và phối hợp không thành công của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Đã xác định là phát bóng biên cho Hồ Chí Minh City Wing. Hiện tại thì Hồ Chí Minh City Wing đã có cho mình 4 lỗi đồng đội, còn Hà Nội Buffalo mới chỉ có 3. Đây cũng là một phần nào lợi thế của Hà Nội Buffalo. Bóng trong tay của Amir William, một pha phối hợp không hiểu ý giữa Amir William và Hải Đăng. Hải Đăng trong tình huống vừa rồi phát bóng biên xong thì có khoảng trống rất lớn, tuy nhiên thì anh lại không nhận được đường truyền của Amir William. Chính xác hơn thì không thể bắt được quả bóng đó. Bóng trong tay của Đinh Thanh Tâm. January, Đinh Thanh Tâm. January quyết định ném 3 điểm. 3 điểm tính cho January. January đang có một hiệu suất ném cực kỳ tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Amir William mất bóng rồi. Russell Smith. Tô Ngọc Khánh. Ném 3 điểm không thành công.
ném 3 điểm không thành công vừa rồi là của Việt Hoàng. Tuy nhiên thì bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Hà Nội Buffalo. Cho tới lúc này của trận đấu thì sự cân bằng vẫn đang được hai đội thể hiện. Đang có trao đổi giữa ông Eric Rashad với trọng tài. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm mà thôi. Và chúng ta có thể thấy được sự sôi động vào lúc này tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Anthony January. January vẫn là câu chuyện về hai ngôi sao sáng nhất của hai đội bóng. Anthony January bên phía Buffalo và Jeremy Smith của Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith được truyền cho Vincent Nguyễn. Và đó là pha ném 3 thành công của Vincent Nguyễn. Cú ném tuyệt vời, rất mượt mà. Và mang về điểm số thứ 20 cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Câu trả lời của Đinh Thanh Tâm, tuy nhiên thì bóng lại không đi vào rổ, hơi yếu lực một xíu. Vincent, bóng được truyền trả lại cho Jeremy Smith. Có yểm trợ đến từ vị trí của Hiền Tài, quyền trọng tài xác định là có lỗi. Lỗi đến từ vị trí của Russell Smith. Tài xác định là có lỗi kéo tay trong khi Smith đang cố gắng phòng thủ. Ngày hôm nay thì Russell Smith chưa ghi được điểm nào. Trong khi đó thì Jeremy Smith đã bỏ túi cho mình. Đã bỏ túi cho mình tổng cộng là 9 điểm. Với một hiệu suất cực kỳ cao. Có một điều chúng ta có thể nhận thấy đó là các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings họ đang có được sự ổn định tốt hơn so với các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Ở đầu trận đã có những thời điểm Buffalo khá bùng nổ và vừa lên dẫn với cách biệt là 7 điểm. Nhưng Hồ Chí Minh City Wings vẫn rất bình tĩnh triển khai lối chơi của mình. Và bây giờ thì họ đang là những người có ưu thế dù không nhiều. Nhưng chúng ta cũng có thể cảm nhận được những dấu ấn về mặt chiến thuật của Lovin Eric Olsen đối với Hồ Chí Minh City Wings. Như anh nói thì đây là một trận đấu giữa hai đội bóng được đánh giá là rất cân bằng. Họ đều có những ngoại binh thi đấu giàu năng lượng, rất bùng nổ, biết cách tỏa sáng đúng lúc. Và bên cạnh đó là dàn local với những cá nhân đã có nhiều kinh nghiệm và đã được thử lửa tại đấu trường VBA. Amir William. Mất bóng rồi. Bóng trong tay của Đinh Tiến Công. Đinh Tiến Công quyết định đánh chậm lại để đợi đồng đội của mình. January. Việt Hoàng. Pha block rất tốt của Amir William. Vừa rồi thì Việt Hoàng không thể tìm được đường đến rổ. Mà lại tìm ngay đến tay của Amir William. Cũng không có gì là khó hiểu cả khi Amir William quá cao. January, Đinh Tiến Công, Đinh Thanh Tâm. Bóng lập bập nhưng không đi vào rổ. Lỗi rồi. Lỗi của Việt Hoàng. Hiện tại đang tỏ ra khá đau. Có lẽ là một tình huống chạm nhẹ vào mặt sau khi cố giành lấy quả bóng vừa rồi. Vậy là cú trỏ của Việt Hoàng đã đập vào mặt của Hiền Tài. Có vẻ như là cũng không nhẹ lắm. Một trong những cầu thủ được kỳ vọng nhất của Hà Nội Buffalo là Tâm Đình cho tới lúc này vẫn đang rất nguội tay. Tâm Đình vẫn chưa thể thành công với những pha dứt điểm của mình. Và trọng tài đã xác định có lỗi của thành viên bên phía Buffalo và sẽ có ném phạt cho Phạm Hiền Tài. Cơ hội để cho City Wings nới dẫn cách biệt với Buffalo, một cú ném phạt thiếu lực của Phạm Hiền Tài. Phải nói rằng vào lúc này áp lực dành cho các cầu thủ City Wings là không hề nhỏ khi mà số lượng cổ động viên Hà Nội Buffalo
có mặt tại nhà thi đấu Cầu Giấy là hoàn toàn áp đảo. Một điểm tính cho Phạm Hiền Tài. Bóng trong tay của Tô Ngọc Khánh. Đinh Thanh Tâm chuyển trả cho Tô Ngọc Khánh. Đinh Tiến Công ném trung bình không chính xác đến từ vị trí của Đinh Tiến Công. Vincent Jeremy Smith phát động tấn công từ rất cao. Amir William có tình huống hiểm trợ. Jeremy Smith tiếp tục là Smith. Smith chúng ta sẽ phải chờ quyết định của trọng tài. Như vậy là hai điểm tính add one cho Jeremy Smith. Một tình huống đánh rất lắt léo của Jeremy Smith vượt qua hai cầu thủ của Hà Nội Buffalo và lên rổ. Vừa rồi thì Emil Williams cũng đã có tác động với Anthony January để khiến cầu thủ này có phần hơi lỡ nhịp trong pha băng ra để ngăn cản Jeremy Smith. Và tình huống mang về thêm 3 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings của Jeremy Smith. Tỷ số bây giờ đã là 24-18 rồi. Vẫn là chuỗi lên điểm rất tốt của City Wings trước Buffalo. Còn 2 giây tấn công thôi. Tô Ngọc Khánh. Và floater không thành công của Tô Ngọc Khánh. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, Hồ Chí Minh City Wings tạm dẫn trước Hà Nội Buffalo với tỷ số là 24-18. Nhịp độ của trận đấu đang diễn ra vô cùng cao. Hứa hẹn những hiệp thi đấu tiếp theo sẽ là những hiệp thi đấu hấp dẫn đến từ cả hai đội bóng. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ trong vòng ít phút trước khi đến với hiệp 2 của trận thi đấu này. Và đừng quên VBA 2023 sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu Cầu Giấy để tiếp tục theo dõi hiệp đấu thứ hai mà so tài giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffalo. Và lúc này bóng đang trong tay của các cầu thủ City Wings. Rất hay. Và end one cho Trương Thái Nam. Các cầu thủ City Wings cho tới lúc này vẫn đang cho thấy được một sự hiệu quả đặc biệt trong những tình huống tấn công của mình. Bây giờ chúng ta cũng được chứng kiến vision rất tốt của Vincent Nguyễn. Thì anh phát hiện ra Trương Thái Nam đang chạy ở low post. Một điểm tính cho Trương Thái Nam. Xét về sự đa dạng trong những cầu thủ ghi điểm thì Hồ Chí Minh City Wings đang tốt hơn so với Hà Nội Buffalo. Cho tới lúc này đã có 6 thành viên của City Wings ghi điểm rồi, trong khi con số của Buffalo là 4.
Người gần nhất đó là Đinh Thanh Tâm, pha ném ba thành công đầu tiên của Tâm Đinh trong trận đấu này. Bóng trong tay của Jeremy Smith. Tiếp tục là Smith, một pha ném trung bình không thành công đến từ vị trí của Jeremy Smith. Tuy nhiên thì Vincent Nguyễn của Chiến binh City Wing đã rebound được bóng rất nhanh. Amir William đang đứng rất cao. Tiếp tục là Vincent, một pha ba điểm của Vincent. Ba điểm tính cho Vincent Nguyễn. Vẫn là form ném đó vô cùng đẹp. Và bóng đi rất ngọt ngào vào rổ. Anh Hiếu đã nói về matchup giữa Vincent Nguyễn và Tâm Đinh. Và vừa rồi thì Tâm Đinh gọi, và ngay lập tức thì Vincent Nguyễn đã trả lời. Lại thêm một pha miếng trả miếng thành công nữa. Người ghi điểm cho Buffalo đó là Anthony January. Jeremy Smith. January đã gọi rồi. Chúng ta cùng chờ đợi câu trả lời của Jeremy Smith. Phạm Hiền Tài. Đường chuyền cho Vincent Nguyễn. Lần này cú ném ba của Vincent đã không thể mang về điểm số cho City Wings. January. Hai điểm tính cho Anthony January. Rất mạnh mẽ đến từ vị trí của January sau đường chuyền của Đinh Thanh Tâm. Bóng trong tay của Jeremy Smith. Hiền Tài. Pha ba điểm của Hiền Tài. Bóng đi hơi yếu. Tô Ngọc Khánh. Đinh Thanh Tâm. Chuyền trả lại cho Tô Ngọc Khánh. Và Đinh Thanh Tâm. Đinh tiến công. January. January vượt qua được Smith rồi. Tuy nhiên thì pha ném trung bình lại không chính xác. Trọng tài xác định có lỗi. Bóng thuộc quyền kiểm soát của Hồ Chí Minh City Wing. Có vẻ như vừa rồi có lỗi kéo tay đến từ vị trí của Đinh Tiến Công. Chưa ghi được điểm nào, tuy nhiên thì Đinh Tiến Công đã kịp bỏ túi cho mình hai lỗi cá nhân. Đinh Tiến Công được giới chuyên môn nhận định là cầu thủ giữ phong độ ổn định nhất VBA từ khi bắt đầu chơi tới giờ. Dứt điểm không thành công. Bóng trong tay của January. Đinh Thanh Tâm. Huy Hoàng. Huy Hoàng không ném. Và chuyền cho Tô Ngọc Khánh. January. Huy Hoàng. Khoảng không là rất nhiều cho Huy Hoàng. Và ba điểm tính cho Hà Nội Buffalo. Không thể để cho cầu thủ này có khoảng trống được. Hồ Chí Minh City Wing nên nhớ điều đó. Bị cắt bóng rồi. Cắt bóng đến từ vị trí của Tô Ngọc Khánh. Đinh Thanh Tâm dừng lại một nhịp. Bóng đập cuống rổ và đi ra ngoài. Đinh Tiến Công rebound được bóng. Bóng trong tay của Tô Ngọc Khánh. Gọi yểm trợ, tuy nhiên thì Đinh Thanh Tâm quyết định không yểm trợ. Huy Hoàng chuyền bóng rất hay đến từ vị trí của Huy Hoàng. Nhưng pha dứt điểm không thành công đến từ vị trí của Đinh Tiến Công. Bỏ lỡ một assist rồi. Vincent. Emil Williams nhìn ném tầm trung với tình huống phòng ngự thuộc về Anthony January. Đây là Đinh Thanh Tâm. Huy Hoàng lại ném ba. Cho tới lúc này của trận đấu thì các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã có 4 pha ném ba thành công, nhiều gấp đôi so với Hồ Chí Minh City Wings. Đinh Tiến Công. Bóng vẫn trong tay của các cầu thủ áo trắng. Phòng ngự quá hay, pha block tuyệt vời thuộc về Emil Williams. Phản công nhanh cho City Wings, Vincent Nguyễn quyết định ném ba. Chưa có pha ném ba thành công thứ ba cho Vincent Nguyễn. Một pha xử lý hơi công kênh của Anthony January khi anh hoàn toàn có thể nhảy và ném dựa bảng ngay tình huống đó. Thì anh lại quyết định thực hiện một pha spin move. Trong khi người phòng ngự anh lúc đó chỉ còn Vincent thôi. Thật bé hơn anh rất nhiều. Chúng ta có thể thấy sau một hiệp 1 rất bùng nổ của January thì ở hiệp 2 này có vẻ như January đang họa một nốt trầm. Chúng ta vừa xem lại tình huống block rất đẹp mắt của Amir William. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng phải nói thêm về tốc độ của Tô Ngọc Khánh trong tình huống đó. Thì anh vượt qua người phòng ngự một cách rất dễ dàng. Và nếu như không phải đụng một bức tường to lớn như Amir William thì có lẽ đó đã là hai điểm tính của Tô Ngọc Khánh. Anthony January đứng trước vạch ném phạt. Cơ hội để bỏ túi thêm hai điểm cá nhân nữa của January. Và cũng là cơ hội để san bằng cách biệt
trận đấu về thế cân bằng. Chúng ta có thể thấy hai ngoại binh đang có những giờ phút trao đổi rất vui vẻ với nhau, cười rất tươi đến từ vị trí của Anthony January. Một điểm tính cho January. Như vậy là hai pha ném phạt thành công, hai game, tỷ số đang là 30-30. Như vậy trọng tài xác định Hà Nội Buffalo tiếp tục được phát bóng biên. Vừa rồi có lẽ là một lỗi phản tinh thần thể thao. January đập cú rổ đi ra ngoài, tuy nhiên bóng vẫn trong tay của Hà Nội Buffalo. Đường chuyển của Huy Hoàng là rất thông minh, tuy nhiên thì Minh Hiếu đã không bắt được. Amir William, một pha đăng rổ rất đẹp mắt đến từ Amir William. Vừa rồi Amir William lại ghi điểm sau khi có được bóng từ pha turnover của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Bên phía Buffalo, huấn luyện viên Eric Rashad đã xin hội ý. Và lúc này thì Buffalo và City Wings vẫn đang so kè nhau từng điểm số một. Những ngôi sao của hai đội đang chưa thấy được khả năng, được phẩm chất của mình. Mọi chuyện vẫn đang là rất khó lường tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Hai đội bóng đều là những tập thể quá quen mặt tại VBA, họ đã rất hiểu nhau rồi. Hai ngôi sao của Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wings đang so kè nhau. Trong khi Jeremy Smith có cho mình 14 điểm thì Anthony January cũng đã có cho mình 15 điểm. Đây là một matchup rất đáng xem và trên màn hình nhỏ quý vị đang là Griffin. Sẽ là cầu thủ import mới của Đà Nẵng, của Nha Trang Dolphin, xin lỗi quý vị và các bạn, của Nha Trang Dolphin. Đây cũng là một cầu thủ rất nổi tiếng. Có lối đánh rất kỹ thuật và sức mạnh. Run cho Griffin cũng sẽ là một bất ngờ mới của Nha Trang Dolphin. Xin lỗi quý vị và các bạn, các thông tin chúng tôi nhận được đó là import mới của Cần Thơ Catfish chứ không phải là của Nha Trang Dolphin. Griffin sẽ là ngoại binh mới của Cần Thơ Catfish trong giải đấu năm nay. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến của trận đấu. Bóng trong tay của Đinh Thanh Tâm. Huy Hoàng. Tiến Dương. Huy Hoàng quyết định ném 3 điểm đến từ vị trí của Huy Hoàng và 3 điểm tính cho Huy Hoàng. Như chúng tôi đã nói ban đầu thì không thể để cầu thủ này có khoảng trống được. Huy Hoàng là một tay ném rất nổi tiếng của Hà Nội. Amir William. Hải Đăng. Không thể vượt qua Huy Hoàng. Amir William đối đầu với January. Bị block rồi, block đến từ vị trí của January. Vẫn tiếp tục. Tuy nhiên là một steal đến từ Russell Smith. Rất nhanh, Tiến Dương. Hai điểm tính cho Tiến Dương. Một pha phối hợp rất đẹp mắt đến từ Russell Smith và Tiến Dương. Jeremy Smith. Tiếp tục là Smith. Bóng thuộc quyền kiểm soát của Hà Nội Buffalo. Đường chuyền của Smith không tìm đến địa chỉ nào cả, mà lại tìm đến Smith Box ở cuối sân. Như vậy là trọng tài đã đưa ra cảnh cáo cho Nguyễn Tiến Dương. Cảnh cáo lần thứ nhất. Bóng trong tay của Tiến Dương. Huy Hoàng tiếp tục ném 3 điểm đến từ vị trí của Huy Hoàng. Tuy nhiên thì lần này bóng đi rất mạnh.
và địa chỉ tìm đến là bảng rổ và cái đầu của Jeremy Smith. Hiện tại quyết định ném 3 điểm. Bóng tiếp tục đi hơi yếu lực. Amir William, ý tưởng là hay, tuy nhiên thì hiện tại lại không bắt được bóng. Đinh Thanh Tâm, Russell Smith, quá tuyệt vời đến từ vị trí của Russell Smith. Hai điểm đầu tiên của Russell Smith trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống phối hợp rất đồng đội giữa Đinh Thanh Tâm và Russell Smith. Tỷ số hiện tại đang là 37-32 và không khí của nhà thi đấu Cầu Giấy đang vô cùng bùng nổ. Thì số lượng khán giả của Hà Nội Buffalo ngày hôm nay là vô cùng áp đảo. Hà Nội Buffalo tạm thời dẫn trước với cách biệt là 5 điểm. Ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của hiệp thi đấu thứ hai. Bóng trong tay của Hồ Chí Minh City Wing. Vincent Nguyễn, thời gian còn lại của hiệp đấu thứ hai là khoảng gần 4 phút nữa. Trương Thái Nam đường truyền cho Phạm Hiền Tài, kick ra và cơ hội ném ba cho Jeremy Smith. Cho tới lúc này của trận đấu thì chỉ có Vincent Nguyễn là người ném ba thành công trong đội hình của City Wings. Và City Wings mới có 2 cú ném 3 thành công mà thôi, trong khi con số của Hà Nội Buffalo là 6. Nổi bật nhất đó chính là huy hoàng Vincent Nguyễn. Và trọng tài đã xác định có lỗi tấn công của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Trận đấu thực sự là rất khó lường, hai đội liên tục đổi lợi thế dẫn điểm. Và bây giờ cách biệt là 5 điểm, nhưng về phía các cầu thủ Hà Nội Buffalo, Đinh Thanh Tâm, Nguyễn Huy Hoàng, rất hay Nguyễn Tiến Dương. Vẫn đang là pha luân chuyển bóng của các cầu thủ áo trắng. Huy Hoàng cơ hội để ném ba từ góc công độ. Và tiếp tục là cú ném ba tuyệt vời tới từ Nguyễn Huy Hoàng. Rất xuất sắc, rất hot hand cho số 30 của Hà Nội Buffalo. Như chúng tôi đã nói thì không thể để cho Huy Hoàng có khoảng trống được. Đây là một cầu thủ trẻ có form ném rất đẹp và đường bóng đi cũng rất chuẩn xác. Và cùng xem lại tình huống ném của Huy Hoàng. Side step sau khi nhận bóng của Tiến Dương. Và ghi điểm rất ngọt ngào. Bóng trong tay của Hải Đăng. Vincent đảo bóng rất khéo đến từ Vincent. Tuy nhiên thì tình huống dứt điểm bóng lại đập banh rổ. Tình huống dứt điểm tiếp theo của Amir William bóng cũng không vào rổ. January vẫn đang có những tình huống thi đấu khá cồng kềnh. Ta có thể thấy tốc độ của January không phải là quá cao. Và khi đã có hai cầu thủ phòng ngự anh rồi thì rất khó để có thể thực hiện một tình huống đột vào và lên rổ. Đinh Thanh Tâm phát bóng. Tiếp tục là Huy Hoàng. Vẫn góc ném đó, tuy nhiên thì lần này bóng không đi vào rổ. Vừa rồi là một pha ghi 2 điểm của Đinh Toàn Quốc. Cầu thủ cũng rất trẻ,
và nỗi bút follow. Bây giờ thì cách biệt đã được nới rộng thành tròn 10 điểm cho các thủ đoạn Buffalo. Cú ném 3 không thành công của Jeremy Smith, nhưng ngay sau đó là pha bù rổ tốt của Amir Williams. Tạm thời City Wings đã cắt được chuỗi lên điểm của đối thủ. Tỷ số đang là 34-42. Tiến Dương tranh chấp rất tốt với Vincent Nguyễn, và Tiến Dương cũng đang cho thấy là đội bóng của mình có được sự tự tin cao đến như thế nào. Tiếp tục là pha dứt điểm tầm xa chính xác nữa. Ngoài trời thì đang mưa, còn trong nhà thi đấu Cầu Giấy thì cũng có mưa, nhưng mà là mưa bóng. Một cơn mưa 3 điểm đến từ vị trí của các cầu thủ Hà Nội Buffalo từ hiệp 1 đến giờ. Bóng trong tay của Thái Nam, Vincent Nguyễn. Điểm trợ đến từ vị trí của Thái Nam. Thái Nam quyết định ném 3 điểm, bóng không đi vào rổ. Amir William đã có lỗi rồi, lỗi của January, lỗi cá nhân thứ hai của cầu thủ số 44 này. Trong khoảng thời gian vừa qua chúng thấy thì Anthony January lại đóng vai trò nhiều hơn ở mặt trận phòng ngự, khi mà những vệ tinh xung quanh anh đang rất hot hand. Anthony January không phải quá áp lực với nhiệm vụ gánh vác hàng công nữa, và anh đang liên tiếp có những pha phòng ngự cực hay. Trước đó chúng ta còn nhớ pha block đối với Amir Williams, ném phản lực một thành công cho Big Man của Hồ Chí Minh City Wings. Amir Williams đứng trước cơ hội rút ngắn cách biệt. 45-36, tạm thời vẫn đang nghiêng về Hà Nội Buffalo. Thời gian thi đấu chính thức còn hơn 1 phút và Hà Nội Buffalo đã phạm phải 5 lỗi đồng đội, quá 5 lỗi đồng đội rồi. Bóng trong tay của Huy Hoàng, quyết định đột phá đến từ vị trí của Huy Hoàng. Nguyễn Tiến Dương, bóng trung bình không thành công đến từ vị trí của Nguyễn Tiến Dương. Tấn công nhanh, Hải Đăng, Jeremy Smith đối mặt với January. Hai đường tính cho Jeremy Smith. Pha đánh rất hay của Jeremy Smith khi phải đối mặt với ngôi sao bên phía Hà Nội Buffalo là Anthony January. Điểm số thứ 16 của Smith. January, câu trả lời không thành công đến từ vị trí của January. Tiếp tục là những tình huống tấn công rất nhanh của Hồ Chí Minh City Wing. Jeremy Smith, lần này thì Jeremy Smith dứt điểm không thành công, tuy nhiên trọng tài xác định là bóng thuộc quyền kiểm soát của Hồ Chí Minh City Wing. Sau pha tranh chấp giữa Hải Đăng và Huy Hoàng, bóng trong tay của Vincent Nguyễn. Amir William hiện tại, Vincent Nguyễn góc không độ, bóng trắng rổ đi ra ngoài, tuy nhiên thì Sagan Chance cũng không thành công. Amir William, hai điểm tính cho Hồ Chí Minh City Wing. 45-40. Trận đấu vẫn đang diễn ra vô cùng hấp dẫn, dù cho thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu thứ hai chỉ còn 20 giây. Phát bóng biên cho Hà Nội Buffalo. Tình huống tấn công cuối cùng, có lẽ là cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai này. Russell Smith. Hà Nội Buffalo chắc chắn sẽ đánh cho hết 15 giây còn lại. Đang là handle đến từ January, có lẽ sẽ là một tình huống. Đinh Thanh Tâm, 3 điểm tính cho Đinh Thanh Tâm, quá đẹp mắt đến từ vị trí của Tâm Đình. 48-40, một cái chào rất gentleman của Đinh Thanh Tâm. Đấy là lý do vì sao mà Tâm Đình có biệt danh là Mr. Clutch. Ném quá hay. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với hiệp thi đấu thứ 3 của trận đấu giữa Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wing. Quý vị đừng quên theo dõi trận đấu này cũng như các trận đấu khác của VBA trên các hệ sinh thái thể thao của VTV Cup.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa trải qua hai hiệp đầu tiên cực kỳ hấp dẫn trong màn so tài giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffaloes. Phải nói rằng là những diễn biến tại nhà thi đấu Cầu Giấy là không thể rời mắt bất cứ một giây phút nào. Và chúng ta sẽ cùng đến với những trao đổi cùng với chuyên gia của chúng tôi, huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh, về nửa đầu của trận đấu. Vâng, thưa anh Vinh, tỷ số bây giờ đang là 40-48 với 8 điểm cách biệt dành cho Hà Nội Buffaloes. Và phải nói rằng hai đội đã trao đổi lợi thế dẫn điểm liên tục trong nửa đầu của màn so tài này. Anh đánh giá thế nào về lối chơi của đội bóng được coi là chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings? Về lối chơi của chủ nhà City Wings thì họ tập trung nhiều vào khu vực dưới bảng rổ khi mà có Ami Williams ở trong đó, và điều đó được chứng minh là Ami Williams có đến 14 điểm và 10 rebound trong đó, 5 assist rebound rồi, cùng thêm Jared Smith có tận 16 điểm. Và đa số tất cả những tình huống đó đều là ghi điểm ở trong khu vực bên, và họ đang cố gắng tận dụng cái việc đó. Thứ nhất là để duy trì khoảng cách, duy trì bám đuổi, và thứ hai là có thể gây nên được foul trouble cho các vận động viên chủ lực của Hà Nội Buffalo. Vậy còn với Buffalo Stars, chúng ta thấy họ nhập cuộc rất tốt nhưng lại có những quãng thời gian họ là hơi trùng xuống, có cảm giác như là các cầu thủ của Hà Nội Buffalo họ chưa có được một cái nhịp, một sự ổn định đủ tốt, đúng không anh Vinh? Vâng, thời điểm đầu hiệp đấu thì những sai lầm thôi, những sai lầm tuổi trẻ thôi, vẫn là sai lầm tuổi trẻ, rất nhiều turnover, và trong đó có đến, nếu tôi nhớ không nhầm, là 9 điểm liên tiếp của Jerry Smith từ tình huống phản công nhanh và N1. Thì đến hiệp thứ hai họ đã cẩn thận hơn với quả bóng và họ đã không bị turnover nhiều nữa. Lúc này thì cả đội Hà Nội Buffalo gần như là rất là hot hand ở khu vực 3 điểm, thì đó là cái lợi thế của họ và họ cần phải làm như vậy, bởi vì như anh đã biết đấy, là tất cả mọi tình huống khi vào trong ấy thì sẽ gặp Ami Williams. Cậu ấy đã cho mình 4 block rồi. Vì thế nên là tấn công ở khu vực ngoài sẽ là lợi thế cho Hà Nội Buffalo và phản công nhanh. Vâng, chúng ta đã thấy là hai đội bóng đã có khoảng thời gian chơi rất tốt và có khoảng thời gian thi đấu không được như kỳ vọng. Về mặt cá nhân thì đúng như chúng ta đã nói ở đầu trận rồi, vẫn là cái tên rất quen thuộc, đúng không ạ? Jeremy Smith và Anthony January. Ngày hôm nay thì tôi có cảm giác như là Anthony January anh ta gần như là tập trung phòng ngự nhiều hơn so với những trận đấu trước, phải không anh Vinh? Vâng, tôi thấy cậu ấy cũng tập trung vào phòng thủ nhiều và cậu ấy cũng gây được khá nhiều khó khăn dành cho Ami Williams. Thế nhưng khi mà tấn công thì cậu ấy gần như là ném gần như không biết trượt nữa rồi. Tôi thấy cậu ấy có field goal rất là cao. Cậu ấy có 37% field goal và gần như là bóng gần như là sẽ tập trung vào Terry nhiều hơn. Khi đó Hà Nội Buffalo sẽ có điểm sáng là Huy Hoàng. Cầu thủ trẻ nó mang cho mình 4/7 của 3 điểm và cậu ấy ghi đến 15 điểm. Khá là ấn tượng đối với một đội trẻ. Vâng, với Huy Hoàng thì anh Vinh, anh có thể đánh giá thế nào về màn trình diễn Huy Hoàng? Phải nói rằng Huy Hoàng đã trở lại rất nhanh chóng sau khi mà chính anh đã có turnover rất tai hại. Chúng ta còn nhớ trong hiệp 1 là có khoảng 3 tình huống liên tiếp mà Jeremy Smith ghi điểm quá đơn giản với những tình huống mất bóng của Huy Hoàng. Nhưng ngay lập tức Huy Hoàng đã có được sự điềm tĩnh và đã có được những cú ném 3. Anh nhận định thế nào về cầu thủ này? Liệu đây có phải là một gương mặt sẽ giúp cho Hà Nội Buffalo hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai hay không? Tôi nghĩ là có. Tôi đã làm việc với Huy Hoàng cũng nhiều năm và tôi đánh giá rất là cao vận động viên này. Cậu ấy có đủ sự thông minh, có đủ gọi là kỹ năng, kỹ thuật. Chỉ có là cậu ấy chưa có đủ giờ bay thôi. Và tôi nghĩ là năm nay là cậu ấy đang dần dần tích lũy giờ bay, Và đây mới là trận đấu thứ tư của Buffalo thôi. Có rất nhiều thời gian để chứng minh là cậu ấy có ổn định hay không. Vì thường vận động viên trẻ ấy sẽ có những ngày lên, những ngày xuống. Có những ngày ghi 20 điểm, có những ngày 2-3 điểm, rất bình thường. Và cậu ấy cần thời gian để có ổn định hơn những cái việc mà ghi điểm cũng như là phòng thủ của cậu ấy. Vâng, nhân nói về Hà Nội Buffalo thì chúng ta không thể bỏ qua một cái tên, đó là Russell Smith. Tôi cảm giác như Russell Smith ở quãng thời gian đầu trận đấu này anh ta không được nổi bật cho lắm, tương đối mờ nhạt và vai trò không thực sự rõ ràng trong lối chơi của Hà Nội Buffalo. Anh Vinh đánh giá thế nào về cầu thủ này? Tôi nghĩ là phương châm hay hoặc chiến thuật của coach Eric là đang muốn dồn bóng cho January nhiều hơn, và Russell Smith sẽ cần phải lùi lại, phòng thủ nhiều hơn và cố gắng sử dụng cái mismatch của mình. Thế nhưng hôm nay City Wing hiện đại họ đang sử dụng lối chơi phòng thủ khu vực nhiều hơn, họ co cụm lại. Vì thế nên là Smith sẽ khó có những cái matchup, những cái mismatch bé hơn mình
thì hai hiệp đầu là hai hiệp đầu khá khó khăn của Russell Smith. Và tôi nghĩ là hai hiệp sau nếu như coach Eric có thay đổi và Russell Smith, tôi nghĩ là cũng có thể gây nên bất ngờ ở hiệp đầu thứ 3 và thứ 4. Vâng, và còn một gương mặt nữa đó là Đinh Anh Tâm. Chúng ta nói về Đinh Anh Tâm là một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, một cầu thủ có đẳng cấp. Trong khoảng thời gian đầu tiên chúng ta thấy là Đinh Anh Tâm hơi nguội tay, Tâm Đinh hơi nguội, ném trượt rất nhiều. Nhưng mà ở những khoảng thi đấu, những lúc mà Hà Nội Buffalo gặp khó khăn, những thời điểm mà Hồ Chí Minh City Wings dồn lên thì lại bắt đầu chúng ta thấy được đẳng cấp của Đinh Tâm. Bây giờ anh ta có 2 pha ném 3. Và anh nhận định thế nào về tầm ảnh hưởng của Đinh Anh Tâm lên lối chơi của Hà Nội Buffalo trong khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu? Tôi nghĩ Đinh Anh Tâm là một cái tên quá nổi tiếng rồi. Cậu ấy ném 3 tốt và không thể nào mà có thể rời mắt khỏi Đinh Anh Tâm. Cứ mỗi khi rời mắt là cậu ấy có thể hoàn toàn có thể làm cho bạn gọi là tối tăm mặt mũi ngay lập tức được. Vì thế nên là Đinh Anh Tâm cũng ảnh hưởng đến lối chơi của Hà Nội Buffalo rất nhiều. Cậu ấy sẽ đưa được một vận động viên ra ngoài rộng hơn thì lúc đó sẽ có khoảng trống cho Anthony Henry cũng như là Russell Smith hay kể cả Huy Hoàng thế thôi có dịp được thể hiện nhiều hơn. Vâng, khi mà các ngôi sao của Hà Nội Buffalo họ đang hot hand như vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi về khả năng phòng ngự của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Ở trong hiệp 1 thì anh Vinh đã đánh giá khá cao Amy Williams, và liệu đây có phải là cái tên sẽ tiếp tục là đối trọng, là người sẽ mang tới sự trở ngại cho các cầu thủ tấn công của Hà Nội Buffalo ở nửa sau trận đấu hay không? Tôi vẫn nghĩ cậu ấy là một trở ngại rất lớn cho nhiều đội bóng ở VBA tại điểm hiện tại. Như các bạn biết đấy, là tấn công thì có ngày nọ ngày kia, nhưng phòng thủ ấy thì là một cái thứ rất vững chắc. Có thể hai hiệp đầu Hà Nội Buffalo đang vào tay, nhưng cũng chưa biết ở hai hiệp sau họ có vào tay hay không. Thế nhưng khi mà họ ném trượt thì cái cơ hội để rebound trước Amy Williams là rất nhỏ so với Cutter Catfish hay là so với Đà Nẵng Dragon. Và tôi nghĩ Amy Williams sẽ là cầu thủ rất khó chịu ở thời điểm hiện tại. Vâng, vậy thì vào lúc này Hồ Chí Minh City Wings, đội bóng được coi là chủ nhà của trận đấu ngày hôm nay, họ đang gặp bất lợi về mặt tỷ số. Tuy nhiên chúng ta vẫn nhớ là không phải lần đầu tiên Hồ Chí Minh City Wings bị dẫn sâu thế này và họ vẫn có thể tìm ra được phương án để vượt qua khó khăn. Vậy thì với anh Vinh, đâu là yếu tố sẽ giúp Hồ Chí Minh City Wings nếu nghĩ tới việc lật ngược thế cờ thì họ cần phải làm tốt điều gì? Họ cần giảm bớt tất cả những tình huống mất bóng không đáng có của mình. Họ có đến cho mình 14 turnover tại hiện tại và Hà Nội Buffalo đã tận dụng được 11 điểm từ cái đó. Họ chỉ cần giảm bớt turnover, họ sẽ tăng được cú ném lên. Với tăng được cú ném lên thì họ sẽ có cơ hội được có ghi điểm nhiều hơn. Và tôi nghĩ là phòng thủ họ cần tập trung vào những tay ném đang hot hand và phòng thủ sát hơn nữa. Vâng, 8 điểm lúc này không phải là điều quá lớn với bóng rổ, đặc biệt là những gì đã diễn ra trong nửa đầu trận đấu cho chúng ta thấy là đây là cặp đấu hứa hẹn rất nhiều những biến chuyển, rất nhiều những sự xáo trộn và khó lường. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu Cầu Giấy để theo dõi nửa sau trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffalo trên sóng của VTV Cup.
Vâng, và chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wing và Hà Nội Buffalo tại nhà thi đấu Cầu Giấy ngày hôm nay. Hiệp thi đấu thứ 3 và hiện tại thì Hà Nội Buffalo đang tạm thời dẫn trước Hồ Chí Minh City Wing với tỷ số 48-40. Ở hiệp thi đấu thứ 3 này, bóng sẽ thuộc quyền kiểm soát của Hà Nội Buffalo. Quý Hoàng, Đình Thanh Tâm, Russell Smith quyết định ném trung bình đến từ vị trí của Russell Smith. Một cú ném từ khá xa, sát vạch 3 điểm, tuy nhiên thì Russell Smith vẫn bỏ túi cho mình 2 điểm, nâng cách biệt lên con số 10. Một steal rất hay đến từ vị trí của Huy Hoàng. Tiến Dương, 2 điểm tính cho Tiến Dương. 52-40. Ngay từ những giây phút thi đấu đầu tiên thì Hà Nội Buffalo đã áp đặt một áp lực rất lớn lên Hồ Chí Minh City Wing. Và tiếp tục là một đường chuyền hỏng của Hồ Chí Minh City Wing. Russell Smith, Huy Hoàng không ném. Russell Smith, Đinh Thanh Tâm. January đã rebound được bóng. Pha dứt điểm của January, bóng không đi vào rổ. Đây đã là turnover thứ tư của cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings kể từ đầu hiệp ba này. Và chúng ta đã tiếp tục chứng kiến các cầu thủ Hà Nội Buffalo nới rộng cách biệt 54-40. Khoảng cách bây giờ đã là 14 điểm rồi. Mọi chuyện đang diễn ra theo một chiều hướng rất có lợi cho đội bóng đến từ thủ đô. Trần Văn Trung, Trương Thái Nam, Amir Williams, Jeremy Smith. Và Jeremy Smith là người ngắt chuỗi liên điểm của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Sự bùng nổ của Buffalo trong hiệp 3 này và những tình huống xử lý rất lung túng của Hồ Chí Minh City Wings. Bây giờ thì mọi chuyện lại trở nên khó khăn cho các cầu thủ đến từ thành phố mang tên Bác. Đinh Thanh Tâm, đường chuyền ra của Đinh Thanh Tâm, bóng trong tay Anthony January. Huy Hoàng ném rất nhanh, đáng tiếc là bóng lại tráng rổ. Jeremy Smith đối mặt với January, rất tự tin đến từ vị trí của Jeremy Smith. Hai ngôi sao của hai đội bóng đang thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. Bóng trong tay của Russell Smith, January. Bóng yểm trợ đến từ Đinh Thanh Tâm, tuy nhiên thì đây là bóng trong tay của Huy Hoàng. Kích ra cho Tiến Dương, Tiến Dương không được rồi. Jeremy Smith bị steal bởi Đinh Thanh Tâm và dẫn bóng hơi lập bập của Jeremy Smith. Tiến Dương quyết định ném 3 điểm. Ném 3 điểm không thành công. Jeremy Smith đối mặt với Huy Hoàng, bật rất cao. 2 điểm tính cho Jeremy Smith. Toàn bộ 6 điểm của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings ở trong hiệp đấu thứ 3 này đều thuộc về Jeremy Smith. Đây quả thực là một trận đấu mà chúng ta sẽ không được phép bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào. Cú ném từ rất xa của January. Rebound thuộc về Vincent Nguyễn và đây là Jeremy Smith liên tục tấn công trực diện vào vị trí của Anthony January. Nó cho thấy được sự tự tin của Jeremy Smith. Và anh đang làm tất cả để kéo sự tự tin của toàn đội lên cùng với mình. Một kiến tạo được tính cho Vincent Nguyễn trong tình huống này. Và Jeremy Smith đã bỏ túi cho mình đến 24 điểm. Trong khi đó thì Anthony January sau một hiệp thi đấu thứ hai rất trầm lặng và công kênh, thì cho đến thời điểm này thì January cũng đã có cho mình 17 điểm. Đây vẫn là một matchup rất đáng xem của trận đấu này trong quãng thời gian từ hiệp 3 trở đi. Thi đấu bản lề và vô cùng quan trọng. Hiệp 3 là quãng thời gian mà các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ và có lúc họ vừa lên dẫn với khoảng cách lên tới 14 điểm. Nhưng bây giờ bên phía Hồ Chí Minh City Wings với sự bùng nổ của Anthony, chính xác là của Jeremy Smith, đã tạm thời thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn là 6 điểm mà thôi. Vẫn là những diễn biến rất hấp dẫn và rất khó lường tại nhà thi đấu Cầu Giấy.
cho màn so tài giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffaloes. Có một điểm rất thú vị, đó là hiện tại thì Jeremy Smith đã ghi đến nửa số điểm của Hồ Chí Minh City Wings. Ở phía bên kia trên tuyến thì ngày hôm nay cũng là một ngày thi đấu rất bùng nổ của cầu thủ trẻ mang áo số 30 Nguyễn Huy Hoàng, thì anh đã bỏ túi cho mình 15 điểm. Một carry 2 mới của Nguyễn Huy Hoàng. Bóng trong tay của Đinh Thanh Tâm. Huy Hoàng. Tiếp tục là những tình huống đột phá của Huy Hoàng. Lần này thì cú floater lại hơi nhẹ. Jeremy Smith. Trần Văn Trung đã vượt qua được Russo Smith. Trọng tài xác định là có lỗi. Vừa rồi thì Trung Trần đã không ghi điểm, nhưng những pha bóng như thế này là rất cần thiết đối với các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Họ cần thể hiện được sự quyết tâm, được sự tự tin của mình, và sẽ có hai quả ném phạt cho Trần Văn Trung. Lỗi cá nhân là của Anthony January. Lỗi cá nhân thứ 3 của Anthony January. Văn Trung thực hiện không thành công cú ném phạt, tuy nhiên thì anh đã rebound được bóng. Lỗi tấn công đến từ Trần Văn Trung. Phải xác định là có lỗi tấn công sau khi Trần Văn Trung đã thực hiện một tình huống yểm trợ cho Vincent Nguyễn. Nguyễn Huy Hoàng. Huy Hoàng và Tiến Dương đang là hai cầu thủ nội binh thi đấu rất nổi bật của Hà Nội Buffalo. Slide ném bạc và tiếp tục có thêm 3 điểm nữa cho Nguyễn Huy Hoàng. Một ngày thi đấu cực kỳ nóng tay của Huy Hoàng. Huy Hoàng đang ném bạc không biết trượt trong trận đấu này. Tiến Dương, Russo Smith. Lên rổ thành công đến từ vị trí của Russo Smith và hai điểm tính cho Hà Nội Buffalo. Bóng trong tay của Vincent. Trần Văn Trung. Jeremy Smith đối đầu với Đinh Thanh Tâm. Rất lắt léo. Huy Hoàng đã steal được bóng. Phản công nhanh cho Hà Nội Buffalo. Russo Smith, January. Ở Eric Olsen buộc phải xin đội ý sau tình huống vừa rồi. 61-48. Ngày thi đấu quá thành công của Nguyễn Huy Hoàng. Ta đang xem lại pha lên rổ của January. Một phần nguyên nhân khiến cho Hồ Chí Minh City Wings đang có bất lợi vào lúc này đó chính là việc họ có quá nhiều turnover, họ để mất bóng quá nhiều và tạo điều kiện cho những ngôi sao bên phía Hà Nội Buffalo có thể thoải mái tung ra các pha dứt điểm. Rõ ràng cần phải có sự điều chỉnh tới từ huấn luyện viên Eric Johnson. Đội bóng của ông đang thi đấu không hiệu quả trong cả màn trận tấn công lẫn phòng ngự. Mọi chuyện đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát của City Wings vào lúc này. Tình hồ rất quyết tâm của dàn cầu thủ đến từ Hồ Chí Minh City Wings. Chúng ta sẽ phải chờ xem. Trong một ngày mà họng pháo mang tên Nguyễn Huy Hoàng đang cực kỳ bùng nổ như vậy. Kỷ lục cũ của Nguyễn Huy Hoàng là 10 điểm. Và ngày hôm nay thì chàng trai trẻ này đã bỏ túi đến 18 điểm. Jeremy Smith. Trần Văn Trung. Vincent. Đội kèm Vincent là Nguyễn Tiến Dương. Trần Văn Trung quyết định đột phá và ghi 2 điểm đến từ vị trí của Trần Văn Trung. Trần Văn Trung đang là một điểm sáng trong lối chơi của City Wings giữa bối cảnh đội bóng này gặp nhiều khó khăn. Cú ném góc không độ không thành công của Tâm Đình. Và đã có pha tranh chấp giữa Jeremy Smith và Anthony January.
có một tình huống trọng tài xác định là tranh bóng, và theo luật luân phiên phát bóng thì Hồ Chí Minh City Wing sẽ là những người kiểm soát bóng. Rất khó để chuyền trong tình huống vừa rồi. Trời, rất nỗ lực đến từ vị trí của Nguyễn Tiến Dương. January, hai điểm tính cho January. Trần Văn Trung, Amir William, cắt vào đến từ Vincent, bị steal rồi. Phản công nhanh cho Hà Nội bước vào lầu, Đinh Thanh Tâm. Hai điểm tính cho Đinh Thanh Tâm. Không có một tình huống end one nhưng Tâm Đinh vẫn thực hiện thành công pha lên rổ vừa rồi. Có một cầu thủ như Đinh Thanh Tâm thì rõ ràng anh ta sẽ không bỏ lỡ những cơ hội như vậy. Trận đấu vẫn đang là một show diễn cực kỳ thành công của các ngôi sao bên phía Hà Nội Buffalo, từ ngoại binh cho tới nội binh. Và rồi là lỗi của Huy Hoàng đối với Jeremy Smith. Hà Nội Buffalo đang làm tốt công việc của mình ở cả hai đầu sân, và họ đang khiến cho những ngôi sao bên phía Hồ Chí Minh City Wings gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận với bảng rổ. Phạt bóng biên cho Hồ Chí Minh City Wings. Vincent Nguyễn. Vừa rồi là một pha phòng thủ rất hay đến từ vị trí của Đinh Thanh Tâm. Như chúng tôi đã nói ban đầu thì Vincent và Tâm Đinh là một matchup rất đáng xem trong trận đấu này. Hiện tại bị steal rồi. Người steal được bóng là Nguyễn Tiến Dương. January. Và hai điểm tính cho January. Tình huống trước đó chúng ta cần phải nhắc tới nhãn quan và khả năng bắt bài đối phương tuyệt vời của Nguyễn Tiến Dương. Anh đã steal và sau đó công việc còn lại của Anthony January là tương đối đơn giản. Kick ra dành cho Jeremy Smith. 3 điểm của Jeremy Smith, vẫn là Jeremy Smith, giúp cho Hồ Chí Minh City Wings có những điểm số quan trọng ở khoảng thời gian rất khó khăn. January gọi thì Smith trả lời. January đã có cho mình 23 điểm, còn Smith thì là 27. Russo Smith, and one cho Russo Smith. Tình huống đánh rất mạnh mẽ đến trên vị trí của Russo Smith. Khi mà đối diện với anh chỉ là một hải đăng nhỏ bé hơn khá nhiều. Và hải đăng cũng đã chủ động phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên thì Smith vẫn có cho mình 2 điểm. 69-53. Nhưng về Hà Nội Buffalo, pha ném phạt thành công. 70-53. Hà Nội đang outplay với các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Ta có thể thấy là các cầu thủ Hà Nội Buffalo họ rất chủ động trong từng pha đeo bám đối thủ. Jeremy Smith dứt điểm rất khó, và đó là đẳng cấp của Jeremy Smith. Nhưng một mình Jeremy Smith thôi là chưa đủ để có thể gồng gánh cả một tập thể Hồ Chí Minh City Wings. Các ngôi sao còn lại của đội bóng này cần phải lên tiếng để chia lửa với Smith. Cú ném tương đối táo bạo thuộc về Russell Smith. Tân Hải Đăng. Rất đáng tiếc cho Tân Hải Đăng, nhưng bóng vẫn trong tay các cầu thủ áo xanh. Đây là Phạm Hiền Tài. Rất khó chịu với những pha phòng ngự của Nguyễn Tiến Dương. Và có lỗi rồi. Trọng tài xác định lỗi phòng ngự thuộc về Russell Smith. Có thể thấy nội binh cũng đang là một vấn đề của Hồ Chí Minh City Wing. Thì họ dựa vào quá nhiều bộ ba Vincent Nguyễn, Jeremy Smith và Amir William. Có thể đâu đó một vài khoảnh khắc có những điểm sáng le lói của Hồ Chí Minh City Wing xuất hiện. Tuy nhiên chừng đó là không đủ. Và nếu cứ tiếp tục thiếu chiều sâu về nội binh như vậy thì Hồ Chí Minh City Wing sẽ gặp phải một vấn đề rất lớn trong VBA năm nay. Một điểm tính cho Hải Đăng. Và ném phạt thứ hai. Bóng đập cuống rổ đi ra ngoài. Người ghi bao được bóng là Russell Smith. Cô Ngọc Khánh đã vào sân.
thay cho Huy Hoàng. Đinh Thanh Tâm, Tô Ngọc Khánh, January. Hai điểm tính cho January. Tháng 1 đã ngủ dậy rồi. Không còn là những bước chạy công kênh của hiệp 2 nữa. Amir William. Và hai điểm tính cho Amir William. Ông Eric Olsen buộc phải gọi hội ý sau tình huống ghi điểm vừa rồi. Ở trong hiệp đấu thứ 3 này, vai trò của Amir William đang không được thể hiện quá rõ nét. Anh đã có phần hơi bị động trước lối chơi tấn công rất rát và đầy tốc độ của Hà Nội Buffaloes. Và lúc này tỷ số đang tạm thời là 58-72, vẫn là cách biệt hai con số dành cho đội bóng thủ đô, những người được coi là đội khách ở trong trận đấu ngày hôm nay. Những gì mà huấn luyện viên Erik Rashad đã điều chỉnh đối với các học trò giúp cho Hà Nội Buffaloes chơi càng ngày càng hiệu quả. Và nếu như tiếp tục duy trì được những gì đang thể hiện thì chiến thắng thứ 3 tại VB mùa này đã ở rất gần với Hà Nội Buffaloes rồi. Tất nhiên đó chỉ là về mặt lý thuyết mà thôi, bởi ở thời điểm hiện tại thì thời gian còn lại của trận đấu vẫn là rất dài. Hà Nội Buffaloes sẽ phải rất nỗ lực. Cần phải nhớ rằng Hồ Chí Minh City Wings là một đội bóng nếu như để họ có được tâm lý hưng phấn thì sẽ là rất khó lường. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu thứ 3 không còn nhiều. Phát bóng biên cho Hà Nội Buffalo. January. Một pha cắt bóng của Hiền Tài. Đọc bài là khá hay đến từ vị trí của Hiền Tài. Tô Ngọc Khánh bị đến hai cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings theo kèm Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn quyết định đánh chậm lại để đợi đồng đội. Đường chuyền đến góc rất xa cho Jeremy Smith. Jeremy Smith quyết định ném 3 điểm. Bị yếu lực. Jeremy Smith không phải là một cầu thủ ném 3 điểm quá tốt. Cắt bóng đến từ vị trí của Tô Ngọc Khánh. Chúng ta thấy là các cầu thủ Hà Nội Buffaloes họ cắt người đeo bám Jeremy Smith tương đối hiệu quả. Từng vị trí trên sân đều chủ động trong các pha áp sát và khiến cho những mũi nhọn tấn công của Hồ Chí Minh City Wings gặp rất nhiều những khó khăn. Trần Văn Trung cú ném 3 điểm không thành công và bóng đã trở về tay của Hà Nội Buffaloes. Đây là Russell Smith. Russell Smith quyết định ném 3. Jeremy Smith. Vẫn là Jeremy Smith. Amir Williams thêm kiến tạo cho Jeremy Smith sau một đường chuyền thông minh để người đồng đội Amir Williams mang về 2 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Tô Ngọc Khánh đang có bóng. Russell Smith quyết định là một pha ISO và hai điểm tính cho Russell Smith. Step back rất mượt mà đến từ vị trí của Russell Smith. Bóng trong tay của Vincent. Thời gian thi đấu chính thức còn 26 giây. Amir William, Trần Văn Trung ném hơi vội đến từ vị trí của Trần Văn Trung. Và xác định là bóng lên cho Hà Nội Buffalo. Như chúng tôi đã nói thì vấn đề chiều sâu nội binh của Hồ Chí Minh City Wings đang là một bài toán rất khó giải khi những cầu thủ trẻ của họ chưa thể hiện được gì nhiều. Russell Smith 15 giây. January lại là một tình huống ISO và side kick chăng? Chính xác, Đinh Thanh Tâm. Lần này thì Đinh Thanh Tâm không thành công trong pha ném 3 điểm của mình. Và như vậy tỷ số của hiệp thi đấu thứ 3 tạm thời là 74-60.
nghiêng về Hà Nội Buffalo. Vâng, và chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiệp thi đấu thứ tư, trận đấu giữa Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wing. Tỷ số hiện tại đang là 74-60, tạm thời nghiêng về Hà Nội Buffalo. Ngôi sao của cả hai đội đang thi đấu vô cùng nổi bật. Jeremy Smith của Hồ Chí Minh City Wing đã bỏ túi cho mình 29 điểm, còn Anthony January thì 25. Bóng trong tay của Russell Smith, ném trung bình. Cũng giống như hiệp thi đấu thứ ba thì Russell Smith lựa chọn cho mình một tình huống ném trung bình để khởi động cho hiệp thi đấu thứ tư. Vincent ném từ rất xa, đáng tiếc là bóng lại trắng vạch rồi đi ra ngoài, và Amir William có and-one cho Amir William. Foul trouble rồi, bốn lỗi của January. Có lẽ nào đây lại là bước ngoặt của trận đấu không? Cách biệt hiện tại là 12 điểm. Một tình huống hơi mất bình tĩnh của January. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là huấn luyện viên Grassas sẽ có những điều chỉnh như thế nào ở thời điểm mà Anthony January đã dính foul trouble với 4 lỗi cá nhân của mình. Chắc chắn là thời gian có mặt trên sân của January sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Và đây là cơ hội tấn công tiếp theo cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings khi mà Hà Nội Buffalo đang có đôi chút mất tập trung. Ngay sau đó là Nguyễn Tiến Dương với một pha steal cực kỳ khôn ngoan trong một khoảnh khắc thiếu đi sự cảnh giác tới từ Amir Williams. Và đội bóng của Williams đã phải trả giá. Cách biệt đang là 13 điểm vào lúc này. Amir Williams phải xác định là có lỗi đến từ vị trí của Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu là người được lựa chọn vào thay thế cho January. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn thấy sự thua thiệt về thể hình giữa Trần Minh Hiếu và Amir William. Tiến Dương vẫn đang theo kèm Amir William. Và một lỗi tấn công dành cho Amir William. Một giây phút mất bình tĩnh của Amir William. Tuy nhiên thì phải nói đến khôn khéo của Nguyễn Tiến Dương. Pha phòng ngự rất khó chịu. Biết rằng là mình thua thiệt về thể hình nên Nguyễn Tiến Dương đã hạ rất thấp trọng tâm để có thể hạn chế tối đa tốc độ và sự can lướt của Amir William. Một cầu thủ vô cùng kinh nghiệm
Có cảm giác như đó là một tình huống mà Tiến Dương không chủ đích phòng ngự, mà anh đang cố gắng để khiến cho đối phương bị ức chế về mặt tâm lý. Và yếu đầu của Tiến Dương đã thành công. Amy Williams là một nhân tố rất quan trọng của Hồ Chí Minh City Wings, và sẽ cần phải làm mọi cách để cho cầu thủ này không có được một trạng thái tốt nhất. Thời gian còn lại của trận đấu vẫn là khá nhiều, và 13 điểm dẫn trước của Hà Nội Buffalo chưa thể đảm bảo cho họ chắc chắn vào một chiến thắng. Bóng trong tay của Tô Ngọc Khánh. Nguyễn Tiến Dương. Pha ném hơi mạnh của Nguyễn Tiến Dương. Bóng quay trở về với Hồ Chí Minh City Wing. Vincent. Trần Văn Trung. 3 điểm cho Trần Văn Trung. Một cú ném wide open rất ngọt ngào của Trần Văn Trung. Phút lơ là thôi. Và lúc pha lâu đã phải trả giá. Tô Ngọc Khánh. Chuyền là rất hay đến từ vị trí của Tô Ngọc Khánh, và 2 điểm tính and one cho Russell Smith. Vision tuyệt vời đến từ vị trí của Tô Ngọc Khánh. Mặc dù đó là một miếng đánh rất cơ bản, tuy nhiên thì đường truyền của Tô Ngọc Khánh là rất vừa vặn với bước chạy của Russell Smith. Cho thấy là hai cầu thủ này phối hợp với nhau cũng khá là ăn ý. Tuy nhiên thì pha ném phạt của Russell Smith lại không thành công. Cách biệt đang là 12 điểm. Thiếu vắng đi January thì Hồ Chí Minh City Wing vẫn đang có cơ hội. Cú đá 3 điểm của Vincent. Bóng không đi vào rổ. Cảm giác như Vincent ngày hôm nay đang chơi dưới sức mình. Tầm ảnh hưởng của Vincent trong những khoảng thời gian khó khăn của City Wing là không lớn. Lúc này thì bóng đang trong tay của Nguyễn Tiến Dương. Nguyễn Tiến Dương đối mặt cùng Trần Văn Trung. Rất nỗ lực. Nhưng là bóng lên cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Một trận đấu tuyệt vời của những đội binh bên phía Hà Nội Buffalo. Tất nhiên, họ vẫn đang phần nào đó tương đối dựa vào những ngoại binh. Nhưng việc chia lửa của các đội binh như Tiến Dương hay là Huy Hoàng ngày hôm nay thực sự là vô cùng giá trị. Đó chính là sự khác biệt giữa đội bóng. Sự khác biệt về chiều sâu, về chất lượng của các cầu thủ local. Vừa rồi trọng tài xác định có lỗi đến từ vị trí của Đinh Thanh Tâm khi phòng ngự Amir William. Hai điểm của Amir William không được tính. Sẽ là phát bóng biên cho Hồ Chí Minh City Wing. Thiếu vắng đi January thì việc theo kèm Amir William là rất khó khăn. Vincent Nguyễn. Có đến 3 cầu thủ sẵn sàng ốp vào vị trí của Amir William. Một pha ném 3 điểm của Trần Văn Trung. Trần Văn Trung đang nóng ra lắm rồi. Tô Ngọc Khánh lên rổ không thành công. Tuy nhiên steal là rất khéo léo đến từ vị trí của Tô Ngọc Khánh. Block rất đẹp đến từ vị trí của Amir William. William đã từ chối pha húp rổ của Russell Smith, và đây là Jeremy Smith. 71-78. Không khí đang nóng hơn bao giờ hết. Bóng trong tay của Tô Ngọc Khánh. Đinh Thanh Tâm. Đinh Thanh Tâm quyết định đột phá cá nhân. Một đường truyền rất hay của Đinh Thanh Tâm. Nguyễn Tiến Dương. Nhả bóng rất hay đến từ vị trí của Nguyễn Tiến Dương. Tuy nhiên thì Tô Ngọc Khánh lại không thực hiện thành công. Jeremy Smith. Tiếp tục là Jeremy Smith. Hai pha ghi điểm cùng một vị trí, cùng một động tác. Liệu những sai lầm có phải là thứ sẽ định đoạt trận đấu này hay không? Mọi thứ đang dần thuộc khỏi tầm tay của Hà Nội Buffalo khi họ mắc rất nhiều sai lầm chỉ trong ít phút vừa qua. Tô Ngọc Khánh, những cầu thủ trẻ đang đối mặt với quãng thời gian phải nói là rất căng thẳng của trận đấu này, và sự vững vàng về mặt tâm lý cùng những điều chỉnh từ ban huấn luyện của Buffalo là rất cần thiết để cho Hà Nội có thể duy trì được ưu thế của mình ở thời điểm mà Hồ Chí Minh City Wings đã có được tinh thần hưng phấn. Và một lần nữa cần phải nhắc lại đó là các cầu thủ City Wings, nếu như để cho họ có được một tâm lý thoải mái thì sẽ là rất khó lường với đội bóng này. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang
Trần Văn Trung, như vậy là Trần Văn Trung đã tốt nghiệp với 5 lỗi cá nhân. Sẽ là rất đáng tiếc cho cầu thủ trẻ mang áo số 98 này, khi mà Trần Văn Trung đang cực kỳ nóng tay. Lễ tốt nghiệp thì đến không sớm, nhưng nó sẽ mang lại niềm vui cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Ở trong hiệp 4 thì Trần Văn Trung đã có hai cú ném bà vô cùng quan trọng để đưa tinh thần của Hồ Chí Minh City Wings trở lại. Nhưng bây giờ thì anh sẽ trở thành khán giả bất đắc dĩ rồi với việc đã phạm đủ 5 lỗi cá nhân. Chúng ta cùng chờ xem huấn luyện viên Eric Olsen sẽ có những điều chỉnh như thế nào. Ở phía đối diện thì Anthony January cũng đã trở lại sân rồi. Giờ sẽ là lúc mà January sẽ phải rất bình tĩnh và rất cẩn trọng, bởi anh đã có 4 lỗi cá nhân. Chúng ta đã đều được xem Yevgen Saknuk của Đà Nẵng Dragon giữ lỗi tốt như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được xem, chứng kiến January phạm 4 lỗi cá nhân sẽ giữ lỗi như thế nào khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp thứ tư còn hơn 6 phút nữa. Vấn đề là giữ lỗi sẽ là một nhiệm vụ không hề đơn giản với January khi anh đang phải đối mặt với bộ đôi ngoại binh có phong độ tốt là Amir Williams và Jeremy Smith. Sẽ rất khó để không phạm lỗi mà ngăn cản được bộ đôi này. Đó là một bài toán dành cho Anthony January. Anh sẽ phải có những đánh đổi. Vừa rồi là quả ném phạt thành công của Russell Smith và cách biệt nới rộng lên thành 6 điểm cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Lại là một turnover rất tai hại của Tân Hải Đăng. Đó chính là vấn đề của Hồ Chí Minh City Wing, khi mà các cầu thủ nội binh của họ, các cầu thủ trẻ, không có quá nhiều chiều sâu trong trận đấu ngày hôm nay. Huy Hoàng, Russell Smith, January ném trung bình. Pha bóng hơi yếu của January. Vừa rồi là một va chạm của Nguyễn Tiến Dương và Hải Đăng. Đấy, cùng xem lại pha va chạm này. Vâng, và hai cầu thủ có một pha high five bằng chân. Đó là tình huống mà Tân Hải Đăng đã chủ động trong việc đưa chân ra và ngăn cản Nguyễn Tiến Dương. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định của trọng tài là như thế nào. Liệu có xem xét lại băng hình để đưa ra một án phạt cho Tân Hải Đăng hay không? Lúc này thì Nguyễn Tiến Dương đang tỏ ra rất đau đớn trên sân. Đó là một va chạm rất mạnh và anh là người bị động. Cũng sẽ là một tình huống cần phải dựa rất nhiều vào ý kiến cá nhân của các trọng tài. Thì có vẻ như tư thế của Hải Đăng cũng là một tư thế khá tự nhiên, không phải là cố ý. Nhưng nếu Nguyễn Tiến Dương bị đau và không thể tiếp tục thi đấu thì đây sẽ là một tổn thất rất lớn cho Hà Nội Buffalo. Thì trong ngày thi đấu ngày hôm nay thì Nguyễn Tiến Dương đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hàng phòng ngự cũng như tấn công của Hà Nội Buffalo. Rồi, chúng ta đang xem lại tình huống va chạm của hai cầu thủ. Có lẽ Tiến Dương sẽ là người đau hơn khi bị tác động trực tiếp vào cổ chân. Như vậy trọng tài xác định chỉ là một tình huống phát bóng biên cho Hà Nội Buffalo mà thôi. Huy Hoàng, Russell Smith. Lỗi đến từ vị trí của Jeremy Smith trong tình huống phòng thủ vừa rồi. Thời gian còn lại của trận đấu là 5 phút 40 giây. Và đây là cơ hội để cho Russell Smith có thể nới rộng khác biệt cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Ném phạt lần 1 rất tốt của Russell Smith. Russell Smith đã thực hiện thành công 3 trên 5 tình huống ném phạt. Là cơ hội để anh nâng cao hiệu suất của mình. Ném phạt thứ 2 của Russell Smith. Đi vào
vào rổ. Như vậy là 4 trên 6 tình huống ném phạt thành công của Russo Smith. Jeremy Smith, Amir William. Amir William đang đóng vai trò là trung tâm luân chuyển bóng và đứng ở vị trí rất cao. Jeremy Smith, Amir William. Mất bóng rồi, mất bóng đến từ vị trí của Hải Đăng. Phản công cho Hà Nội Buffalo, Huy Hoàng. January. Phòng ngự không được thì ta tấn công. Russo Smith. Một pha ném bóng rất nhẹ của Russo Smith. Và ông Eric Rashad đã gọi hội ý. Cách biệt hiện tại là 8 điểm. Con số không quá lớn. Thời gian thi đấu chính thức còn hơn 5 phút. Hồ Chí Minh City hoàn toàn có cơ hội để có thể đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, thậm chí là chiến thắng nếu như họ chắt chiu cơ hội của mình, có những chiến thuật hợp lý. Các cầu thủ trẻ cần phải tập trung nhiều hơn nữa. Và đã hết thời gian hội ý, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của thi đấu thứ tư. Có một điểm đáng chú ý là hiện tại Hồ Chí Minh City Wings đã phạm đủ 5 lỗi đồng đội. Và bất kỳ lỗi nào của họ trong thời điểm này, Hà Nội Buffalo đều có cơ hội đứng trước vạch ném phạt. Đó sẽ là một điểm bất lợi rất lớn trong thời gian hiệp 4 này. Jeremy Smith. Các bộ team Jeremy Smith. Tấn Hải Đăng. Quyết định đột phá. Dứt điểm không thành công đến từ vị trí của Hải Đăng. Và ngay sau đó là một nỗ lực cứu bóng của Hải Đăng. Chiều sâu của nội binh vẫn thực sự là một vấn đề đối với Hồ Chí Minh City Wings. Eric Olsen đã thay tiếp một cầu thủ nữa vào sân. Bùi Anh Khoa. Bóng trong tay của Huy Hoàng. Đinh Thanh Tâm. Đinh Thanh Tâm trong hiệp 4 này vẫn chưa lên tiếng. January. Russell Smith. Huy Hoàng. Shot clock. Như vậy là Hà Nội Buffalo đã phạm phải luật 24 giây. Quá 24 giây mà họ không thể dứt điểm. Jeremy Smith phát động rất nhanh đến từ vị trí của Jeremy Smith và hiện tại. Xin lỗi quý vị và các bạn, không phải hiện tại mà đó là Bùi Anh Khoa. Không thể bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn như vậy được. Huy Hoàng. January. Đinh Thanh Tâm. Tiếp tục là Huy Hoàng. Và dứt điểm không thành công đến từ vị trí của Huy Hoàng. Hải Đăng. Vincent. Jeremy Smith. Vincent. Hải Đăng đang có bóng. Vincent Nguyễn. 3 điểm tính. 3 điểm tính cho vị trí của Bùi Anh Khoa. Cầu thủ mới vào sân. Thì đã ngay lập tức lên tiếng. 81-78. Khoảng cách chỉ còn là 3 điểm thôi. January đang có bóng. Huy Hoàng. Russo Smith. Huy Hoàng. Đến 3 điểm. 3 điểm tính cho Huy Hoàng.
Trời ơi! Quá hay! Quá tuyệt vời đến từ vị trí của cầu thủ của hai đội, Vincent Nguyễn, Hải Đăng. Chuyền bóng rất non tay đến từ vị trí của Hải Đăng. Đinh Thanh Tâm. January. Việt Hoàng. January. Huy Hoàng. Đinh Thanh Tâm. 3 điểm tính cho Tâm Đình. Ai đó hãy mua cho mình một chiếc áo mưa đi. Cơn mưa 3 điểm trong nhà thi đấu Cầu Giấy rồi. Jeremy Smith. Lỗi rồi. Màn đáp trả rất quyết liệt đến từ cả hai đội bóng đang khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng mãn nhãn với trận đấu ngày hôm nay. Đó là những gì mà người ta đang rất trông chờ tại VBA. Những trận đấu không chỉ hấp dẫn về mặt chuyên môn mà còn mang tới những giá trị rất lớn về tính giải trí nữa. Quan sát trận đấu ngày hôm nay thực sự là một điều quá tuyệt vời dành cho bất cứ ai đang có mặt trực tiếp tại nhà thi đấu Cầu Giấy cũng như là những khán giả của VTV Cup đang theo dõi trên truyền hình. Vừa rồi là pha tấn công không thành công của Hồ Chí Minh City Wings. Họ cần phải bình tĩnh lại, cần phải phòng ngự hàng ngoài thật tốt khi mà các tay ném của Hà Nội Buffaloes đang quá hot hand. Huy Hoàng đã thực hiện thành công đến 6 trên 10 cú ném 3 điểm. Một hiệu suất vô cùng khủng khiếp đến từ vị trí của Huy Hoàng và 2 điểm tính cho January. Hà Nội Buffalo đang đánh vào điểm yếu nhất của Hồ Chí Minh City Wings, đó là vị trí nội binh. Vincent. Jeremy Smith. Bật rất cao đến từ vị trí của Jeremy Smith. Và chúng ta cần phải chờ xem trọng tài xác định là lỗi của ai. Như vậy là lỗi cá nhân thứ 5 của Anthony January. Anh chỉ có thể giữ lỗi đến khoảng thời gian này của trận đấu mà thôi. 1 phút 47 giây còn lại, Hà Nội Buffalo sẽ phải đối mặt với Hồ Chí Minh City Wings mà không có ngôi sao số 1 của mình. Và chúng ta cảm nhận rõ sự thất vọng của Anthony January vào lúc này. 1 phút 47 giây và 11 điểm cách biệt. Văn Trung gọi thì January trả lời. Lỗi tốt nghiệp cho cả hai cầu thủ đến từ hai đội. Pha ném phạt đầu tiên của Jeremy Smith không thành công. Trong những thời điểm nhạy cảm như bây giờ thì những pha ném phạt được coi là những tia sáng. Vậy mà Jeremy Smith lại bỏ lỡ cả hai pha ném phạt của mình. Sai kích Vincent Nguyễn, 3 điểm tính cho Vincent Nguyễn. Bóng được đẩy lên rất nhanh cho Hà Nội Buffalo. Đinh Thanh Tâm, đặc biệt là 8 điểm. Đắp một tim Đinh Thanh Tâm. Có lẽ bây giờ thì phẩm chất của một chuyên gia clutch tới từ vị sinh nhớ mới được thể hiện chăng. Huy Hoàng, lần này cũng ném Huy Hoàng ở vị trí tầm trung đã không mang về 2 điểm cho Hà Nội Buffalo. Khoảng cách là 7 điểm mà thôi. Thời gian của trận đấu vẫn còn đủ để chúng ta có thể trông chờ vào thêm những bất ngờ. Phút dừng giờ của trọng tài. Có một chút vấn đề trên shot clock. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Hà Nội Buffalo. Huy Hoàng. Cầu thủ đang chơi rất hay trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn đang là Huy Hoàng, bóng tới tay của Russell Smith. Và như vậy là Hà Nội Buffalo lần thứ hai trong trận đấu này không thể có được pha dứt điểm trong 24 giây kiểm soát bóng của mình. Đường chuyền hơi vội và thiếu cảm giác của Jeremy Smith. Đây là lúc không được phép có những sai lầm như vậy. Một turnover rất ngớ ngẩn tới từ ngôi sao bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Huy Hoàng. Huy Hoàng đã có cho mình 21 điểm. Điểm số rất cao. Trong đó Kiến Dương. 6 pha ném 3 và Huy Hoàng là cầu thủ local có
Số pha ném ba nhiều nhất trong một trận đấu tại regular season của VBA từ trước cho tới nay. Hồ Chí Minh City Wing đang gặp vấn đề thật sự rồi. Ngay từ những pha triển khai bóng của họ đang mang một màu sắc gì đó ảm đạm và thiếu tập trung. Đinh Thanh Tâm. Clock còn 4 giây, 3 giây. Cú ném hơi nhẹ của Đinh Thanh Tâm. 12 giây. Vincent Nguyễn. Cú ném 3 không thành công. 4 giây, 3 giây, 2 giây. Và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Hà Nội Buffalo với tỷ số là 89-81. Một trận đấu vô cùng mãn nhãn và rất hay đến từ vị trí của cả hai đội. Tuy nhiên thì Hồ Chí Minh City Wing còn phải làm rất nhiều điều nếu như họ muốn có một kết quả khả quan hơn. Và xin được chúc mừng các cầu thủ Châu Thủ Đô với chiến thắng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trận thi đấu VBA giữa Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wing. Và các bạn đừng quên và đừng bỏ lỡ những trận đấu tiếp theo của VBA sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một trận đấu quá hấp dẫn, kịch tính tới những giây phút cuối cùng và trận đấu đã khép lại. Hồ Chí Minh City Wings, đội bóng được coi là chủ nhà ngày hôm nay, đã phải nhận trận thua tiếp theo trong mùa giải này trước một Hà Nội Buffalo cực kỳ hiệu quả ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Và đứng bên cạnh tôi đây là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu MVP của màn so tài ngày hôm nay, đó là Anthony January. Một lần nữa, January lại được xướng tên
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ có chia sẻ với Anthony January. Hello Anthony, congratulations on your win today. What a game. And how do you feel about your team performance today? Man, my team did a hell of a job, man. It wasn't one individual performance, man. It was my team, bro. We did a great job, man. All out effort, man. We went hard and fought out there, man. So my team, man. That's all I got to say, man. My team did a hell of a job, man. Without them, we wouldn't have won, you know? Yes, this is the tough game. And Jeremy Smith from Ho Chi Minh City wing side play brilliantly. And how do you guys plan to stop him? Man, we had to try to trap him, man. You know what I'm saying? I mean, that dude is scrappy, man. He's fast, you know. He's real crafty. You know, he did what he normally does, man. You know, we tried our best. You know, all that matters, we came out with the victory, man. So that's really what we had to do, man, you know? Yeah. Yes, thank you. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi đã hỏi Anthony January về việc là anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của toàn đội Hà Nội Buffaloes ngày hôm nay. Và January đã nói rằng đội của anh đã thi đấu quá tuyệt vời. Tất cả các vị trí đều đã thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra và họ đã có được cho mình những tình huống xử lý ấn tượng cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Bên cạnh đó, tôi cũng hỏi về việc là Hà Nội Buffaloes đã lên kế hoạch như thế nào để ngăn cản ngôi sao sáng nhất bên phía Ho Chi Minh City Wings, đó là Jeremy Smith. Thì January đã nói rằng là họ đều hiểu về sự nguy hiểm của Jeremy Smith. Anh ta rất nhanh, rất xuất sắc và đã tìm mọi cách để có thể làm hạn chế tối đa khả năng của Jeremy Smith. Và đó chính là một phần nguyên nhân giúp cho Hà Nội Buffaloes có được chiến thắng ngày hôm nay. Và như thường lệ, vào cuối trận chúng ta cùng có một cái nhìn, một cách tổng quan, một cách chuyên môn với chuyên gia của chúng tôi, huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh. Vâng, Vinh ạ. Vâng, lại thêm một trận đấu nữa mà chúng ta phải nói rằng quá tuyệt vời, quá xuất sắc với tất cả những gì mà các cầu thủ đã thể hiện. Tôi sẽ không nói về những ngoại binh nữa, họ rất xuất sắc rồi, đương nhiên. Và một lần nữa thì MVP của trận đấu lại thuộc về Anthony January, mà ngày hôm nay tôi muốn nhắc tới cái tên là Nguyễn Huy Hoàng. Đây là một cầu thủ mà có lẽ mà chúng ta sẽ còn phải nhắc tới rất nhiều trong tương lai, phải không ạ? Vâng, đúng. Hôm nay Huy Hoàng có một phong độ gọi là thực sự là gọi là chói sáng đấy. Coi có cho mình 21 điểm, trong đó có 6 trên 10 của 3 điểm. Cá nhân tôi thì tôi chưa thấy Huy Hoàng ném cháy này bao giờ. Nhưng mà đây là một tín hiệu rất mừng. Đó là cậu ấy đã phát triển hơn, cậu ấy đã tiến bộ hơn rất nhiều qua từng trận đấu, qua từng giải đấu. Và có thể nói là qua từng giây phút một, cậu ấy đang thể hiện rất là tốt tại mùa giải năm nay. Và rõ ràng với việc có một cầu thủ nội binh như thế này thi đấu tự tin và tỏa sáng một cách song phẳng với những ngôi sao đến từ nước ngoài, thì quả thực là một tín hiệu rất đáng mừng, không chỉ cho Hà Nội Buffaloes mà còn cho cả bóng rổ Việt Nam nữa, đúng không ạ? Vâng, đúng. Bên cạnh đó thì anh đánh giá thế nào về Ho Chi Minh City Wings? Họ đã cho thấy được một ý chí, một quyết tâm rất là khen ngợi, phải không? Như tôi đã nói là Ho Chi Minh là đội có cái độ gọi là cái ý chí rất là cao. Họ không gọi là không bỏ cuộc đến giây phút cuối cùng. Thế nhưng mà những lúc quan trọng nhất vẫn là những sai lầm, vẫn những là những turnover. Hôm nay họ mắc đến 31 turnover và để cho Hà Nội Buffalo ghi đến 41 điểm từ những turnover đó, và Hồ Chí Minh chỉ tận dụng được 16 điểm từ turnover thôi. Điều đó có hai điều. Một là hệ thống phòng thủ của Hà Nội Buffalo là về phía City Wing là họ chưa có lời giải. Và thứ hai là các nội binh của City Wing vẫn còn chưa thực sự step up lên được. Vâng, phải nói rằng ngày hôm nay thì những sai lầm là thứ đã khiến cho Ho Chi Minh City Wings đánh mất cả trận đấu này. Tất nhiên thì về mặt cá nhân chúng ta vẫn phải dành lời khen ngợi cho Jeremy Smith, đúng không ạ? Vẫn là những tình huống anh rất bùng cháy, rất tự tin. Thậm chí trong thời điểm mà City Wings bị dẫn tới 14, 15 điểm hay thậm chí 16 điểm, anh ta vẫn cầm bóng, đột phá thẳng vào vị trí của Anthony January để qua đó tạo thêm sự tự tin. Ngày hôm nay thì bên cạnh đó Trần Văn Trung cũng thi đấu rất xuất sắc bên phía City Wings, của ông anh Vinh. Và cô ấy thi đấu phòng thủ nhiệt và cô ấy làm đúng một vai của một cầu thủ trẻ, phòng thủ tốt, chờ cơ hội ném. Và tôi nghĩ là City Wings hôm nay khá là đáng tiếc khi mà Trần Văn Trung không có ở trên sân những giây phút cuối cùng. Và một cầu thủ khác là Tân Hải Đăng. Hơi buồn một chút là cậu ấy mắc đến 2 turnover rất là kỳ tại những thời điểm mà City Wings chỉ còn cách Hà Nội Buffalo 3 điểm thôi. Đó là tình huống cực kỳ kỳ của trận đấu này.
Vâng, nói trở lại với Jeremy Smith thì ngày hôm nay ở khoảng thời gian cuối anh ta thoải mái hơn khá nhiều khi mà Anthony January đã gặp vào trouble. Lúc mà Anthony January gặp 4 lỗi cá nhân, liệu anh có nghĩ đó là một tình huống có thể tạo ra đột biến của trận đấu hay không? Tôi nghĩ là có. Bởi vì khi January ra sân thì Sirwin đã run một chuỗi run điểm khá ấn tượng và khoảng cách lúc ấy chỉ còn 3 điểm thôi. Và huấn luyện viên Eric bắt buộc phải đưa January vào sân ngay lập tức. Và cùng việc đó thì sẽ đưa những cầu thủ trẻ, những cầu thủ ít lỗi hơn có thể gánh lỗi cho Anthony Terry vào thời điểm cuối cùng. Vâng, đó là những cái điểm mấu chốt, những điểm ấn tượng nhất của trận đấu này. Một trận đấu quá hay, quá hấp dẫn giữa Hồ Chí Minh City Wings và Buffalo. Và đó là một phần của VBA 2023. Tất cả những diễn biến của giải đấu này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trực tiếp và trọn vẹn hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Trước mắt chúng ta vẫn còn rất nhiều trận đấu nữa của VBA mùa này. Nhưng ngày hôm nay thì mọi chuyện đã khép lại với chiến thắng dành cho Hà Nội Buffalo. Thời lượng của chương trình của chúng tôi cũng xin đến đây là khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo của VBA 2023.